Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu không nói gì, chỉ yên lặng ăn tiếp. Diệp Quân tiếp tục hỏi, cái cây lúc trước tôi thấy trong hoa viên của cô là do cô trồng à? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu gật đầu. Diệp Quân có chút ngạc nhiên, cô lấy nó ở đâu vậy? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu liếc mắt nhìn Diệp Quân, là tổ tiên của tộc đệ nhất ta lấy được, nó luôn được đặt trong kho báu của tộc đệ nhất ta, sau đó ta thấy cái cây này có chút đặc biệt nên đem đi trồng thử, nhưng làm sao cũng không trồng nó lớn được. Diệp Quân lại hỏi, vậy cô có biết tổ tiên của tộc đệ nhất lấy cái cây đó từ đâu không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đáp, theo ghi chép thì là từ di tích Toại Minh. Di tích Toại Minh. Diệp Quân nhướng mày lên, hắn chưa từng nghe qua cái tên này, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu bấy giờ mới giải thích, là một di tích tiền sử, đây vốn là bí mật của tộc đệ nhất ta. Ta nói cho ngươi rồi thì đừng có mà truyền ra ngoài đấy. Diệp Quân gật đầu, được. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu gắp một miếng sườn xào chua ngọt lên ăn, xong xuôi mói nói, gọi là di tích tiền sử vì nó là bí cảnh được lưu lại từ thời đại trước cả thời đại cổ sử. Thời đại cổ sử là thời đại 60 tỷ năm trước khi có thời đại đế giả và thập hoang, mà trước cả thời đại này chính là thời kỳ trống rỗng. Lúc đầu mọi người cho rằng thời đại cổ sử chính là nền văn minh đầu tiên của vùng vũ trụ này của chúng ta. Nhưng sau đó di tích tiền sử xuất hiện, khiến mọi người nhận ra trước thời đại cổ sử còn có một nền văn minh tiền sử nữa, thế nhưng chúng ta gần như chẳng biết gì về thời kỳ tiền sử này cả. Diệp Quân trầm giọng nói cách khác cái cây kia rất có thể là đến từ nền văn minh tiền sử. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu khẽ gật đầu. Diệp Quân im lặng một lát rồi nói, lúc trước ta có nghe muội muội của cô nói, tộc đệ nhất của các cô là gia tộc đại đế đầu tiên xuất hiện, mà tổ tiên của các cô. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu liếc mắt nhìn Diệp Quân, người đoán không sai, tổ tiên của tộc đệ nhất ta sau khi ra khỏi bí cảnh đó không lâu thì đã trở thành đại đế đầu tiên của vùng vũ trụ này. Diệp Quân hỏi, có liên quan đến di tích Toại Minh không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu lắc đầu, không biết, tổ tiên chưa từng nói rõ. Diệp Quân trầm mặc một lát rồi nói, đừng nói là đại đế, cho dù là cường giả cỡ như cô cũng đã có thể ngược dòng tuế nguyệt, tìm hiểu nền văn minh tiền sử rồi mà đúng không? Sở dĩ hắn hỏi như vậy là vì nhớ đến Đa Nguyên Đạo Đế, tên này lúc trước đã từng nghịch dòng tuế nguyệt. Mà nhắc đến lại có chút nhớ cái tên đó, chẳng biết bây giờ ông ta đang làm gì nữa. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu không nói gì, chỉ gắp một miếng thịt lên ăn. Diệp Quân liếc mắt nhìn món Đệ Nhất Tĩnh Chiêu gắp. Đó là món sườn xào chua ngọt hắn học từ hệ Ngân Hà, mà cô nương trước mắt đã gắp món này nhiều lần rồi, hẳn là rất thích nó. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên hỏi, sao ngươi thành đại đế được vậy? Sao lại hỏi thế? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn chằm chằm Diệp Quân, sao ngươi chẳng biết gì hết? Diệp Quân! Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nói, ngược dòng tuế nguyệt à, đừng nói là ta, mà bất cứ một cường giả cảnh giới thánh giả nào cũng có thể làm được, nhưng nó cũng tùy vào nơi nào nữa. Ví dụ ở một nền văn minh vũ trụ cấp thấp, một cường giả thánh giả đã có thể dễ dàng ngược dòng toàn bộ tuế nguyệt ở đây để xem lại lược sử một lần. Nhưng vì sao hắn làm được như thế? Bởi vì thực lực của hắn đã bỏ xa vùng vũ trụ này, đạo của hắn đã vượt bậc hơn pháp tắc tuế nguyệt ở vũ trụ đó. Nói đến đây, cô ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, nói đơn giản hơn là trong dòng sông tuế nguyệt cũng chia làm mạnh yếu, ví như đại đế thôi, trong một vài nền văn minh cấp thấp. Chỉ cần một vài cường giả mạnh hơn một chút đã tự xưng đế, xưng thần, mà loại đế như họ lại chỉ là trò cười trong mắt vũ trụ của chúng ta. Diệp Quân nói, ý cô là người giàu của một thôn khác với người giàu của một nước, cho dù họ đều được gọi là người giàu, đúng không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu khẽ gật đầu, đúng vậy, vũ trụ là nhiều thực thể, các nền văn minh nhiều như sao đầy trời, mỗi một văn minh đều có cảnh giới tu luyện khác nhau, võ đạo cũng vậy. Thế nên cảnh giới phân chia của từng vũ trụ cũng khác nhau, bởi vậy mới có vài cường giả tự mở ra lối đi riêng, sáng tạo nên cảnh giới mới. Nói rồi, cô ta lại gắp thêm một miếng sườn xào chua ngọt. Tất nhiên Diệp Quân hiểu rõ ý của Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, muốn ngược dòng tuế nguyệt thì còn phải phụ thuộc vào đó là nơi nào nữa, nhưng nghĩ đến điều gì đó, hắn lại hỏi, nếu là đại đế thì có thể ngược dòng đến nền văn minh thời đại tiền sử không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu gật đầu, có thể. Diệp Quân đang định hỏi tiếp thì Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đã nói trước, nhưng bọn họ không dám. Diệp Quân nghi hoặc, tại sao? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu trả lời, bởi vì dòng sông tuế nguyệt đó quá dài, hơn nữa bên trong còn có một loạn sức mạnh pháp tắc rất kỳ lạ, cho dù là ai ngược dòng tuế nguyệt cũng đều phải tiêu hao tuổi thọ của bản thân,
cho dù có là đại đế cũng vậy. Ngươi ngược dòng bao nhiêu năm tháng thì cũng phải tổn hao bấy nhiêu tuổi thọ, bình thường thì tuổi thọ đại đế có gần 3 tỷ năm, nói cách khác, một vị đại đế nhiều nhất cũng chỉ có thể ngược dòng 3 tỷ năm, trừ khi người đó có thể phá rách pháp tắc đại đạo tuế nguyệt của vũ trụ này. Diệp Quân cau mày lại, hắn không ngờ rằng còn có hạn chế như vậy, thế là liên hỏi, với thực lực của đại đế, không thể dùng biện pháp mạnh để phá vỡ à? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nói, có thể, nhưng không ai dám, cũng sẽ không ai làm vậy. Diệp Quân gắp một miếng sườn vào bát Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, cô nói chi tiết hơn đi. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu liếc mắt nhìn Diệp Quân, sau đó nói, sở dĩ không dám là vì dòng sông Tuế Nguyệt ở đây đã biết thì có chừng 60 tỷ năm, Tuế Nguyệt có linh, nếu đại đế dùng sức phá ắt sẽ gặp phản kích, chỉ ít là 60 tỷ năm Tuế Nguyệt sẽ phản kích lại, cho dù là một đại đế cũng không dám xem thường sức mạnh đó. Thứ hai, nếu dùng sức phá thì sẽ tổn hại đến sự ổn định của vũ trụ này, sơ sẩy một chút thì nghìn tỷ sinh linh sẽ hóa cho tàn ngay lập tức, trừ khi là một đại đế có tâm tính thô bạo, nếu không thì người bình thường sẽ không làm việc như vậy. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu theo bản năng gắp miếng sườn xào chua ngọt Diệp Quân gắp cho cô ta lên ăn, vừa bỏ vào miệng mới sực nhớ đây là do Diệp Quân gắp cho, vẻ mặt cô ta có hơi không tự nhiên, cô ta nhìn Diệp Quân một cái. Thấy Diệp Quân đang cau mày suy nghĩ, không để ý bên này thì mới thấy dễ chịu hơn chút, sau đó mới bắt đầu ăn, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thấy là lạ. Đúng lúc này, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu như phát hiện ra điều gì đó nên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô ta nhíu mày lại. Diệp Quân hỏi, sao thế? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu bình tĩnh nói, bên ngoài có mấy trăm kiếm tu, có phải đến vì ngươi không? Mấy trăm kiếm tu? Diệp Quân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó cười nói, có phải vì thanh kiếm kia không? Nói rồi hắn lấy thanh tàn kiếm ra. Kiếm này không hề hoa lệ, thân kiếm hẳn đầy dấu vết năm tháng, hoa văn được điêu khắc bên trên đã mở đến không thấy rõ, lưỡi kiếm cũng có chỗ bị mẻ, mũi kiếm dù vẫn còn nhưng không hề cảm nhận được sự sắc bén, thoạt nhìn không thấy có bất kỳ điểm gì đặc biệt. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn thanh kiếm kia, có hơi ngạc nhiên, cô ta có thể cảm nhận được sự bất phàm của thanh kiếm này, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Diệp Quân mỉm cười nói, kiếm này không hề đơn giản, đây là một thanh đế binh. Đế binh? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu lập tức thấy ngạc nhiên, cô ta nhìn Diệp Quân, trong đôi mắt mang theo vẻ hiếu kỳ và nghi hoặc. Đế binh là gì? Đó chính là thần binh mà đại đế từng dùng qua, nó đã được nhận sức mạnh của đại đế, loại thần vật này không hề tâm thường, đó là thần vật có cấp bậc cao nhất hiện nay trong vũ trụ này. Tất nhiên kiếm thanh huyền của Diệp Quân không giống vậy. Nó là đế nhưng lại là đại đế, đó là sự vô cùng khác biệt. Diệp Quân cười nói, ngạc nhiên không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu liếc mắt nhìn thanh tàn kiếm này, nếu là đế binh thì hẳn là bội kiếm của vị tổ tiên kiếm tông kia, chẳng trách những kiếm tu kia không chịu bỏ qua. Diệp Quân có chút ngạc nhiên, đế kiếm tông. Bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ thời đại đế giả và các thế lực lớn của thập hoang. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu gật gật đầu, vị đại đế của đế kiếm tông kia vô cùng bất phàm. Đó là vị đại đế thứ hai sau tổ tiên tộc đệ nhất, mãi đến sau này kiếm tông vẫn không có vị đại đế thứ hai xuất hiện, nhưng lại không có ai dám bắt nạt bọn họ, bởi vì thực lực của các kiếm tu ở đây rất mạnh, cũng rất đoàn kết, vậy nên không ai muốn chọc vào bọn họ. Diệp Quân gật gật đầu, thì ra là như vậy. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu lại nói, nếu bọn họ dám động thủ thì đều phải chết. Đế kiếm tông tuy mạnh, nhưng tộc đệ nhất không cần phải sợ, hơn nữa đây là địa bàn của tộc đệ nhất. Diệp Quân liếc mắt nhìn Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu yên lặng gắp một miếng sườn xào chua ngọt, như nhận ra được ánh mắt của Diệp Quân, cô ta vội dừng lại, nhưng rồi vẫn cho vào miệng ăn. Đĩa sườn xào chua ngọt trên bàn đã bị cô ta ăn sạch trong lúc vô tình. Diệp Quân cười cười, sau đó nhìn thanh tàn kiếm trong tay, thật ra lúc vừa mới tiếp xúc với thanh kiếm này, linh của nó đã thành lập liên hệ tinh thần với hắn, muốn vào trong biển ý thức của hắn để thần phục. Diệp Quân có thể cảm giác được nó rất yếu ớt, muốn vào biển ý thức của hắn để nuôi dưỡng lại bản thân. Nó đang không ngừng khổ sở cầu xin, bởi vì với nó mà nói đó đúng là cơ hội nghìn năm có một, biết bao năm trôi qua nó mới gặp lại một vị kiếm đế, chuyện này quả là cơ hội ông trời ban cho. Diệp Quân nói trong lòng, ta có thể cảm nhận được linh của ngươi không đầy đủ, có chuyện gì vậy? Kiếm linh của tàn kiếm cung kính đáp, thưa đế, dã tâm của tông chủ đế kiếm tông bừng bừng. Muốn cắn nuốt linh lực của ta để đột phá đại đế, nhưng lại bị ta kịp thời phát hiện nên ta đã may mắn trốn thoát,
có điều ta cũng bị trọng thương. Tên kia đại nghịch bất đạo, nếu không phải ban đầu ta đi theo chủ nhân đến di tích Toại Minh bị trọng thương, bị nhân quả không rõ quấn thân, nguyên khí tổn hại, thì chỉ cần một chiêu kiếm là có thể diệt sạch ông ta, nhưng ta lại không thể, tức chết ta mài. Diệp Quân có chút bất ngờ, ngươi là bội kiếm của đại đế Đế Kiếm Tông, sao ông ta dám làm thế? Linh của Tàn Kiếm đáp, ông ta vốn muốn ta nhận làm chủ, nhưng ông ta cũng không nhìn xem mình là hạng người như thế nào, đúng là mơ hão, thấy ta không chịu nhận chủ thì lập tức nổi ác tâm, muốn cắn nuốt ta để nâng cao thực lực. Nếu ông ta làm được thì quả là thực lực sẽ được nâng thêm một bậc. Tiếc rằng năm đó ta bị trọng thương tổn hại đến nguyên thần, mà đến nay nguyên thần vẫn bị nhân quả không rõ áp chế, nếu không thì chỉ là một bán bộ đạo chi ngoại, một kiếm là ta đã giết được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân bật cười, người muốn ta giúp thế nào? Kiếm Linh cung kính nói, với đế mà nói thì chỉ dễ như ăn cháo, chỉ cần một lời nói của đế là đã có thể phá được nhân quả nghiệp chướng trên người ta. Diệp Quân có chút ngạc nhiên, nói gì? Kiếm Linh đáp, nhân quả của kiếm này, ta sẽ gánh chôn. Sắc mặt của Diệp Quân lập tức đen kịt lại. Mẹ kiếp! Cái tên này muốn tìm chỗ đổ vỏ đây mài. Tàn Kiếm cẩn thận hỏi, có thể? Không! Diệp Quân đen mặt lại, ngươi nhìn ta đi, ta không có tu vi, lời này có hiệu quả không? Tàn Kiếm vội nói, ngài là đại đế, lời nói ra là thánh chỉ được thiên địa tán thành, chỉ cần là ngài nói thì nhân quả trên người ta sẽ lập tức tiêu tán, hơn nữa đống nhân quả này chưa chắc là ác, hoặc với ta thì nó là ác nhân, nhưng nếu ngài bằng lòng gánh chịu thì có thể nó sẽ chuyển thành thiện nhân. Diệp Quân thấy ngạc nhiên, vậy là sao? Tàn Kiếm giải thích, phân lượng của ta quá thấp nên khi đối phương đả thương ta, ta không thể cò kè so đo với họ được, nhưng nếu ngài bằng lòng nhận lấy phần nhân quả này thì đối phương sẽ đối xử thận trọng với ngài, họ nhất định sẽ đồng ý, bởi vì lời nói của ngài chẳng khác gì khiến họ nợ ngài một ân tình, mà ân tình của đại đế thì lại quá to lớn. Diệp Quân im lặng, hắn không ngờ là còn có cách này. Đại đế quả là có uy. Tàn Kiếm lại nói, nếu đế nguyện cứu giúp, ta nguyện đi theo đế nghìn năm, muốn sai bảo thế nào tùy đế phân phó. Diệp Quân nhìn Tàn Kiếm trước mắt, im lặng một lát rồi mới thu Tàn Kiếm vào trong biển ý thức, nếu có nhân quả, ta nguyện gánh vác. Trong biển ý thức, thanh Tàn Kiếm kia khẽ run lên, một khắc sau, tất cả nghiệp chướng nhân quả trên người đó đã tiêu tán hết, thế nhưng Diệp Quân lại cảm nhận được một hơi thở như có như không quấn quanh mình, hắn biết đó là nhân quả, đối phương quả nhiên bán cho hắn ân tình này. Không thể không nói, hắn cũng có chút ngạc nhiên, mặt mũi của đại đế cũng oách thật đấy. Tàn Kiếm hưng phấn hô lên, đa tạ đế, đa tạ đế. Diệp Quân cười nói, bây giờ tông chủ Đế Kiếm Tông còn làm gì được ngươi không? Tàn Kiếm khinh thường nói, bây giờ nếu ông ta dám đưa A vào thức hải để căn nuốt ta thì chắc chắn ta sẽ cắn ngược lại. Diệp Quân gật gật đầu, ta có được ngươi thì Đế Kiếm Tông tất nhiên sẽ không bỏ qua cho. Nếu bọn họ thiện chí với A thì ta cũng sẽ thiện chí với họ, còn nếu bọn họ làm ác với ta, vậy ta cũng chỉ có thể thương cảm chia buồn với họ mà thôi. Tàn Kiếm. Diệp Quân bỗng ngẩng đầu nhìn đệ nhất Tĩnh Chiêu ở đối diện, cô có hứng thú đi đến di tích Toại Minh kia xem thử không? Đệ nhất Tĩnh Chiêu đang ăn sườn xào chua ngọt bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quân, ngươi muốn đi. Diệp Quân gật đầu, muốn đến xem thử. Đệ nhất Tĩnh Chiêu im lặng một lúc rồi nói, cũng được, mai đi. Diệp Quân cười đáp, ừ. Hai người cơm nước xong xuôi Diệp Quân mới nói, Tĩnh Chiêu cô nương, ta muốn mua một ít sách cổ ghi chép về lịch sử hoặc văn hóa nơi đây, có chỗ nào bán không? Đệ nhất Tĩnh Chiêu liếc mắt nhìn Diệp Quân, đến Mục Các đi, ở tầng 10 đấy, tổ tiên của bọn họ rất thích sưu tầm các loại sách cổ, có lẽ ngươi sẽ thích. Diệp Quân gật gật đầu, được. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến Mục Các, vừa đến cửa chính, một ông lão quản sự đã đến tiếp đón, lão nhìn hai người một lượt rồi nở nụ cười, hoan nghênh hai vị đến Mục Các. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu, đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, tầng 10 và tầng 18 đều là cửa hàng của tộc Đại Đế và Tiên Tông, một tầng là một cửa hàng, thứ được trưng bán thấp nhất đều là thánh vật. Nói rồi, cô ta lấy một tấm thẻ thủy tinh ra đưa tới trước mặt ông lão. Ông lão cung kính nhận lấy tấm thẻ, hơi thôi thúc sức mạnh một chút thì đã thấy trên thẻ hiển thị một chuỗi con số, khi thấy được dãy số này xong, trong mắt ông lão ánh lên một tia khiếp sợ, vội vàng đưa trả lại tấm thẻ thủy tinh cho đệ nhất Tĩnh Chiêu. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhận thẻ xong thì dẫn Diệp Quân đi vào bên trong.
Trên đường đi, Diệp Quân tò mò hỏi, vừa rồi là làm gì thế? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đáp, kiểm tra tài chính. Diệp Quân khẽ nhíu mày, kiểm tra tài chính. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu gật đầu, tầng 10 và tầng 18 chỉ bán thần vật cao cấp, cũng chỉ phục vụ cho người có thân phận và tiền của, muốn vào trong đó thì trước hết phải được kiểm tra tài chính, bọn họ xác nhận ngươi có khả năng mua đồ thì mới cho ngươi vào xem. Diệp Quân phát hiện tầng này có không ít người, hai bên đều là cửa hàng, nhưng những cửa hàng này đều được liên kết với nhau, cái gì cũng có bán, hắn liếc nhìn thử thì quả thật không phải là vật tầm thường. Ở trước mặt bọn họ không xa có một cô gái đáng đứng, dung nhan xinh đẹp, mặc một chiếc sườn xám, phía trước có một đôi gò bồng rất rất lớn. Nhìn thấy Diệp Quân và Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, cô gái lập tức đi đến tiếp đón, chỉ một thoáng đã xuất hiện trước mặt hai người, hơi thi lễ rồi nở nụ cười tựa gió xuân, không biết hai vị khách quý đây cần gì. Diệp Quân mỉm cười hỏi, ở đây có bán sách cổ không? Cô gái nói, không biết công tử muốn mua loại nào? Sách về thần thông, trận pháp, đan dược hay là pháp thuật? Diệp Quân đáp, sách ghi chép lịch sử thôi. Cô gái đưa mắt nhìn Diệp Quân một cái rồi mỉm cười nói, đã rõ, mời công tử theo ta. Nói rồi, cô ta dẫn Diệp Quân và Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đi về phía bên phải. Chỉ chốc lát, cô ta đã dẫn hai người vào trong một lầu các, nơi đây được trưng bày tầng tầng sách cổ. Diệp Quân nhìn xung quanh một lượt, bốn phía đều có trận pháp thần bí bao trùm. Rõ ràng là để đề phòng khách đến dùng thần thức đọc trộm. Diệp Quân nhìn về phía cô gái kia, có thể xem trước không? Cô gái mỉm cười nói, tất nhiên rồi, mời công tử tùy ý chọn đọc một quyển. Diệp Quân đưa mắt nhìn, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào một quyển sách cổ màu vàng nhạt, cô gái hiểu ý xòe tay ra, quyển sách kia lập tức bay vào tay, sau đó cô ta cung kính đưa cho Diệp Quân. Diệp Quân mở ra xem, một từ cổ xuất hiện, cổ sử. Cô gái giải thích, đây là quyển sách ghi chép lại tất cả những sự kiện lớn ở thời đại cổ sử, bao gồm từng có bộ tộc nào xuất hiện đại đế, cũng ghi chép tỉ mỉ về các đời đế, đọc một lần là hiểu rõ được toàn bộ thời đại đế giả và thập hoang. Diệp Quân hỏi, bao nhiêu tiền? Cô gái cười đáp, 10.000 viên đế tinh. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, đắt vậy à? Cô gái mỉm cười nói, công tử không biết rồi, đây không phải là sách cổ thông thường đâu, thời đại cổ sử đã cách bây giờ 6 tỷ năm. Trong 6 tỷ năm qua đã có rất nhiều thời đại hỗn loạn, ghi chép được ngày càng ít, muốn hiểu rõ về toàn bộ dòng chảy lịch sử vũ trụ này là chuyện vô cùng khó khăn, tổ tiên viết ra sách này đã hao phí gần 1.000 năm tâm huyết đấy. 1.000 năm tâm huyết. Diệp Quân nhìn sách cổ trong tay, phía dưới cổ sử còn có 3 chữ, mục thư viết. Diệp Quân hỏi, vị mục thư này là đại đế của nhà họ Mục à? Mục thư. Nghe thế, cô gái vốn đang mỉm cười lập tức lạnh mặt đi, ngươi. Ngươi dám gọi thẳng tên đế, ngươi. Nói rồi lập tức muốn ra tay đánh người. Diệp Quân. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu liếc cô gái một cái, chỉ một cái nhìn đã khiến cô gái kia biến sắc ngay lập tức, cô ta như rơi vào hầm băng, thực lực của cô ta không thể nào so được với Đệ Nhất Tĩnh Chiêu. Diệp Quân cũng hồi thần lại, mỉm cười nói, cô nương đừng tức giận, ta chỉ lỡ miệng mà thôi, không có ý bất kính đâu. Cô gái liếc mắt nhìn Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, sau đó lại nhìn Diệp Quân. Thấy thái độ Diệp Quân thành khẩn, đúng thật không có ý bất kính, cô ta im lặng một lúc rồi nói, công tử, sách cổ này đã được tổ tiên dốc hết tâm huyết để ghi chép lại, năm đó tổ tiên từng để lại di ngôn cho thế nhân được xem miễn phí, nhưng sau này chúng ta phát hiện nó không được người đời coi trọng và nâng niu, nên chúng ta quyết định cất cổ sử vào lầu cao, bán lấy giá đắt. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói rồi, hắn liếc nhìn những quyển sách cổ khác. Sau đó nói, có sách cổ nào liên quan đến di tích Toại Minh không? Cô gái nhìn Diệp Quân, có, nhưng sách đó còn quý hơn, phải mất 50.000 viên đế tinh. 50.000, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu cũng phải cau mày lại. Một quyển sách không phải công pháp hay thần công gì mà lại có giá tận 5.000 viên đế tinh, vậy có chút quá đáng. Diệp Quân nhìn về phía Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nói, người muốn mua hết hay là... Diệp Quân mỉm cười nói, ta muốn mua hai quyển này thôi. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu khẽ gật đầu, trong lòng cũng là thoáng thả lỏng, sách ở đây nhiều như vậy, lại còn bán giá cắt cổ, nếu muốn mua hết thì cô ta thấy cũng hơi khó. Mà vẻ mặt của cô gái tiếp thị bấy giờ trở nên hơi kỳ lạ, cô A vốn tưởng người đàn ông này mới là chủ chi, không ngờ người chân chính chỉ tiền lại là cô gái này. Bám váy phụ nữ. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của cô ta lại càng kỳ quái hơn.
Tất nhiên Diệp Quân cũng để ý đến biểu hiện của cô gái, nhưng hắn không nói gì thêm mà chỉ cùng Đệ Nhất Tĩnh Chiêu quay lưng rời đi. Hai người đi xuống dưới, vì Đệ Nhất Tĩnh Chiêu mang khăn che mặt nên không có ai nhận ra cô ta, nhưng tư thái tuyệt mỹ của cô cũng khiến không ít người đi đường phải ngoái lại nhìn. Lúc đi đến tầng 1, Diệp Quân lại gặp được thiếu niên mua trứng lúc trước, bây giờ thiếu niên đó còn kéo theo một thiếu niên mặc áo đen xem chừng cũng là một kẻ suối quẩy. Thiếu niên mua trứng kéo thiếu niên mặc áo đen, nghiêm túc nói, Thiếu Vân, ta có linh cảm là lần này nhất định có thể ấp ra trứng rồng. Ngươi tin ta, chắc chắn là được. Diệp Quân, thiếu niên mặc áo đen có hơi do dự, cố chân, chuyện này khó lắm, chúng ta bỏ đi. Thiếu niên tên là Cố Trần vội vàng nói, Thiếu Vân, ngươi suy nghĩ lại đi, nếu ấp ra được trứng rồng thì gia tộc vợ chưa cưới của ngươi sẽ còn coi khinh ngươi sao? Bọn họ có muốn từ hôn nữa không? Sắc mặt của thiếu niên tên Thiếu Vân kia lập tức có hơi khó coi. Cố Trần tiếp tục xui khiến nói, chỉ cần ngươi ấp ra được trứng rồng, khi đó không chỉ vận mệnh của ngươi sẽ được thay đổi, mà vận mệnh của gia tộc ngươi cũng sẽ thay đổi, gia tộc vợ chưa cưới của ngươi cũng sẽ đến cửa hối thúc ngươi mau kết hôn đó. Thiếu Vân vẫn còn hơi do dự, chuyện này đánh cược quá. Cố Trần hỏi, đám nhà nghèo chúng ta không đánh cược thì làm sao thay đổi số phận được? Cuối cùng, thiếu niên tên là Thiếu Vân kia cũng bị Cố Trần xui khiến thành công, dùng tất cả tiền của mình để mua 3 quả trứng. Hai thiếu niên ôm 3 quả trứng ngồi ở cách Diệp Quân và Đệ Nhất Tĩnh Chiêu không xa, có thể thấy cả hai đều vô cùng căng thẳng, nhất là Thiếu Vân, trên mặt hiện rõ vẻ sốt sắng. Thiếu Vân định mở phong ấn của một quả trứng thì đúng lúc này, Cố Trần đột nhiên nói, mở một lần toàn bộ đi. Thiếu Vân do dự một lúc rồi gật đầu, đại đế phù hộ, đại đế phù hộ. Nói xong, cậu ta cắn răng một cái rồi mở toàn bộ phong ấn của 3 quả trứng ra. 3 cái đầu gà đồng thời nhổm lên. Hai thiếu niên sững người tại chỗ, sắc mặt tái nhợt như giấy. Diệp Quân thu hồi ánh mắt, nhìn sang quầy bán trứng, hắn phát hiện người đến mua trứng không ít. Rõ ràng tất cả mọi người đều ôm hy vọng bỏ ít thắng nhiều, mở ra được thần thú cực phẩm, từ đó một bước lên mây, cưới được vợ đẹp. Xung quanh bỗng có người kinh ngạc hô lên. Mọi người nghe tiếng thì cùng ngoái lại nhìn, cách đó không xa có một thiếu niên đang ôm trứng kinh ngạc reo hò, quả trứng của cậu ta đã bị vỡ một góc, một cái đầu rồng nho nhỏ chui ra đang tò mò nhìn ngó xung quanh. Lần này, tất cả mọi người ở tầng 1 đều đến vây xem. Đúng là rồng. Liếc mắt nhìn thiếu niên đang hưng phấn kia, khẽ mỉm cười, vận may tốt thật. Nói rồi, hắn xoay người rời đi. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên nói, đó là giả. Vẻ mặt Diệp Quân lập tức cứng ngắc. Giả. Diệp Quân nhìn về phía Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, hơi ngạc nhiên nhưng cũng dễ hiểu. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu bình tĩnh đứng yên. Diệp Quân bật cười, cũng không nói gì thêm mà xoay người đi ra ngoài. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu liếc nhìn quầy bán trứng. Sau đó xoay người đi theo. Sau khi rời khỏi thương hội, hai người đi về phía phủ đệ của tộc Đệ Nhất. Dọc đường đi, Diệp Quân lật xem quyển cổ sử dày cộm kia, không thể không nói nó được ghi chép rất tỉ mỉ. Từ thời đại cổ sử đến nay, trong suốt 6 tỷ năm đã có những chuyện trọng đại gì xảy ra đều được nó ghi chép chi tiết, bao gồm cả một vài thiên tài từng xuất hiện qua mỗi thời đại. Tất nhiên thiên tài có thể được ghi chép vào trong này không phải là thiên tài bình thường. Họ đều là những tồn tại quái dị nhất trong thời đại đấy. Mà lúc viết đến đại đế đầu tiên của thời đại đế giả và thập hoang, tác giả cũng chỉ đề vài chữ ngắn ngủi, đế xuất hiện, đất rung trời chuyển. Đó là lần đầu tiên vũ trụ này xuất hiện đại đế. Lúc chưa xuất hiện đại đế, toàn bộ thời đại đế giả và thập hoang đều là do vô số thiên tài tranh bá, mà đại đế vừa xuất hiện đã lập tức trấn áp hết tất cả thiên tài cùng yêu nghiệt nơi đây, đồng thời khiến vạn tộc phải thần phục. Không thể không phục. Sau khi đạt đến đại đế, họ đã kéo dài khoảng cách với toàn bộ người ở nơi đây, nghiền ép tất cả. Nhìn thấy Diệp Quân đọc đến xuất thần, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu ban đầu cũng không định quấy rầy, nhưng chẳng mấy chốc cô ta đã nhíu mày lại rồi kéo lấy ống tay áo của Diệp Quân. Diệp Quân dừng lại, hắn hồi thần rồi nhìn về phía xa, cách đó không xa có hai kiếm tu đang chậm rãi đi đến, dẫn đầu là cô gái đeo kiếm lúc trước, theo sau còn có thêm một ông lão kiếm tu. Cô gái đeo kiếm và ông lão chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Quân và Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, cô ta nhìn Diệp Quân một lúc rồi quay sang Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, Tĩnh Chiêu tộc trưởng, hôm nay chúng ta đến đây là vì thanh tàn kiếm kia, nếu Tĩnh Chiêu tộc trưởng đồng ý nhường cho, đế kiếm tông ta vô cùng cảm kích.
Đệ nhất tính chiêu nhìn cô gái đeo kiếm, nếu không thì sao? Cô gái đeo kiếm híp mắt lại, vậy tính chiêu tộc trưởng không muốn nể mặt đế kiếm tông chúng ta rồi. Không nể thì không nể thôi. Đệ nhất tính chiêu nhìn chằm chằm cô gái đeo kiếm, trả lời không chút do dự. Ke ngồ. Bỗng, xung quanh đột nhiên vang lên từng tiếng kiếm ngân vang, ngay sau đó, mấy trăm kiếm tu phá không lao ra, chỉ trong nháy mắt, đã có rất nhiều kiếm tu đứng vây quanh Diệp Quân và đệ nhất tính chiêu. Cô gái đeo kiếm nhìn chằm chằm vào đệ nhất tính chiêu tộc trưởng, đế kiếm tông và tộc đệ nhất không ân không oán, chúng ta cũng không muốn có ân oán với tộc đệ nhất. Ồn ào. Đệ nhất tính chiêu đột nhiên phất tay áo lên, trong thoáng chốc, một luồng sức mạnh đáng sợ đã ập đến cuốn lấy cô gái đeo kiếm lên, cô gái kia phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đệ nhất tính chiêu ra tay đó, cô ta nhanh chóng rút kiếm sau lưng ra chém mạnh về phía trước một nhát, nhưng kiếm vừa tung ra thì cả người đã bị đánh bay. Các cường giả đế kiếm tông thấy thế thì định xông lên tấn công, nhưng đúng lúc này, giữa đất trời đột nhiên xuất hiện mấy nghìn luồng hơi thở mạnh mẽ. Cường giả tộc đệ nhất. Chỉ trong nháy mắt, những cường giả đế kiếm tông vốn đang bao quanh Diệp Quân và đệ nhất tính chiêu đã bị vây đánh. Đệ nhất tính chiêu vô cảm hô lên, bắt hết toàn bộ. Dám ra tay ở thành đệ nhất. Bắt hết. Vừa dứt lời, các cường giả tộc đệ nhất ở xung quanh đã chuẩn bị ra tay. Lúc này, phía chân trời đột nhiên nứt ra, một khắc sau, một ông lão áo bảo trắng bước ra, mà nương theo đó là một luồng uy lực kiếm thế mạnh mẽ bao trùm lên toàn bộ đất trời nơi này. Tông chủ công song của đế kiếm tông. Tộc trưởng Tĩnh Chiêu, hôm nay nếu có một người đế kiếm tông chết ở nơi đây, vậy thành này cũng sẽ bị chôn cùng. Công song đưa mắt nhìn xuống đệ nhất Tĩnh Chiêu. Thành này cũng phải chôn cùng. Vừa dứt lời. Những cường giả tộc đệ nhất kia lập tức nổi giận không thôi. Đệ nhất tính chiêu thản nhiên nhìn công song kia, thật à. Công song liếc xuống, cứ thử xem đi. Trong mắt đệ nhất tính chiêu đã nổi lên sát ý, đang định tiếp lời thì Diệp Quân đột nhiên giữ cô ta lại, chuyện này không đúng. Tất nhiên cô ta cũng biết chuyện này không ổn. Tông chủ đế kiếm tông đột nhiên tự mình xuất trận, hơn nữa còn không tiếc việc khai chiến với tộc đệ nhất, chuyện này chỉ nhìn thôi đã thấy không ổn. Đến tộc đệ nhất làm sằng, còn khiêu khích cô ta, khiến mọi người ở đây đều bối rối. Nhưng với cô ta mà nói chuyện này không quan trọng, bây giờ đế kiếm tông đã dám bắt nạt đến đầu cô ta, hôm nay nếu lùi bước thì sau này ai cũng dám trèo lên đầu lên cổ cô ta làm sằng mất. Đệ nhất tính chiêu đã động sát tâm, đang định lên tiếng thì lại bị Diệp Quân kéo tay lại, hắn nhìn đệ nhất tính chiêu, nếu cô tin ta thì chuyện này để ta xử lý. Đệ nhất tính chiêu nhìn chằm chằm vào Diệp Quân một lát, sau đó nói, được. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn tông chủ đế kiếm tông, cười bảo, có câu nói, oan gia nên cởi không nên buộc, chỉ vì một thanh kiếm mà làm lớn chuyện thì thật sự không đáng, nào, ta sẽ ném kiếm lên kia nhé. Tông chủ đế kiếm tông thuận lợi nhận được thanh tàn kiếm kia. Khuôn mặt của cường giả tộc đệ nhất không thể tin được, sau đó là nổi giận tía tai, chỉ nhìn chòng chọc vào tộc đệ nhất. Hai mắt như muốn phun ra lửa, trong đó có vài người chỉ hận không thể đấm Diệp Quân một phát chết tươi. Đệ nhất tính chiêu đứng bên cạnh Diệp Quân cũng nhìn hắn với vẻ mặt khó mà tin được. Ha ha! Phía chân trời, tông chủ đế kiếm tông bắt đầu cười lớn, ông ta liếc nhìn Diệp Quân rồi châm chọc, đây mà là đại đế. Đây mà là tộc đệ nhất, đúng là chuyện nực cười. Nói rồi, ông ta lập tức dẫn đám kiếm tu xung quanh rời khỏi nơi này. Diệp Quân nhìn về phía chân trời một lúc lâu, sau đó mới thu hồi tâm mắt, mà đúng lúc này, đệ nhất tính chiêu đột nhiên giận dữ hét lên, thả tay Red. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía đệ nhất tính chiêu, chỉ thấy đệ nhất tính chiêu đang giận đến mức run người, cô ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, người bảo ta tin ngươi, là tin thế đó à? Diệp Quân gật đầu, ừ. Đệ nhất tính chiêu cả giận nói, ngươi có biết đại đế thì không thể nhục. Dứt lời, cô ta đã phất tay áo rời đi. Cô ta chưa bao giờ cảm thấy bị khuất nhục như thế này, nỗi nhục này không phải vì đế kiếm tông trên cơ được tộc đệ nhất, mà bởi vì đối phương đã làm nhục Diệp Quân, và thêm cả phản ứng hờ hững của Diệp Quân nữa. Trong lòng cô ta, đại đế là thần thánh, không ai có thể mạo phạm. Đó cũng là lý do vì sao dù Diệp Quân đã mất hết tu vi, nhưng cô ta vẫn dành sự kính trọng lớn nhất cho hắn. Nhưng cô ta không ngờ rằng hôm nay Diệp Quân lại đưa ra thỏa hiệp đáng gây thất vọng như thế. Cô ta thật sự thất vọng, đại đế không thể làm như vậy, trong mắt cô ta, dù đại đế có chết cũng không được chịu nhục. Xung quanh,
những cường giả tộc đệ nhất khác cũng cả giận không thôi, bọn họ hung hăng chừng Diệp Quân một cái rồi sau đó rời đi. Diệp Quân đứng tại chỗ nhìn đệ nhất Tĩnh Chiêu phẫn nộ bỏ đi thì chỉ lắc đầu cười, hắn cũng xoay người rời đi, hắn không đến phủ đệ tộc đệ nhất ngay, mà tìm một căn nhà hoang không người rồi nghỉ chân ở đó, bắt đầu đọc cẩn thận quyển cổ sử kia. Đại đế xuất hiện, đại đế ngã xuống. Các dấu hiệu bề mặt đều chắc chắn có liên quan đến di tích minh toại cùng cái cây thiên hành nhỏ kia. Hắn muốn biết rõ toàn bộ mối liên quan giữa nền văn minh cổ sử và di tích minh toại. Đế Kiếm Tông. Công Song dẫn theo đám kiếm tu Đế Kiếm Tông trở về, vừa trở lại, ông ta đã tự mình đi bế quan, đúng lúc này, có một bóng mờ xuất hiện trước mặt ông ta, bóng mờ ấy ngưng tụ thành hình một người đàn ông trung niên, thân thể có hơi phát tướng, người này chính là gia chủ Tân Ngô của gia tộc Đại Đế họ Tần. Tân Ngô cười nói, lần này Kiếm Tông chịu khiêu khích như vậy mà đệ nhất Tĩnh Chiêu lại nhịn được, còn có vị Diệp Quân Đại Đế kia nữa, là Đại Đế mà lại cam chịu bị sỉ nhục, chẳng có lấy khí khái của một vị Đại Đế nào cả. Đúng là chuyện cười. Chuyện này có hơi kỳ lạ. Lúc này, người đàn ông trung niên khác bỗng xuất hiện, đó là gia chủ Quân Ngự của gia tộc Đại Đế họ Quân. Tân Ngô và Công Song nhìn về phía Quân Ngự, Quân Ngự bình tĩnh nói, tộc đệ nhất đã tiêu tốn một đế binh cho Diệp Quân không còn bất kỳ tu vi nào, đây đã là một chuyện kỳ lạ. Thứ hai, Diệp Quân sau khi thành đế rồi lại lập tức tiêu tán đi, việc này cũng có điểm không thích hợp. Tân Ngô cười nói, Quân Huynh, nói như huynh thì việc Diệp Quân đột nhiên thành đế cũng đã rất kỳ lạ rồi. Quân Ngự nhíu mày lại, Tân Ngô tiếp tục nói, một thiếu niên kiếm tu đến từ vũ trụ xa xôi đột nhiên trở thành đế, tự bản thân chuyện này đã rất kỳ lạ, nhưng nó lại xảy ra. Bây giờ chúng ta xoắn suýt những chuyện này không có nghĩa lý gì hết, thứ bây giờ chúng ta cần làm là làm sao nuốt chửng tộc đệ nhất, còn Diệp Quân kia. Nói đến đây, ông ta không tiếp tục nữa. Giết Diệp Quân. Tất nhiên ông ta rất muốn Diệp Quân chết, nhưng nhà họ Tần sẽ không tự mình ra tay, nhân quả của việc giết đế, nhà họ Tần sợ là không gánh nổi. Ở nơi càng hẻo lánh thì càng không quan tâm đến đạo pháp, làm xăng làm bậy gì cũng được. Nhưng ở vũ trụ này của bọn họ, nhân quả không phải là thứ để đùa giỡn, dám ra tay giết một vị đại đế, nhân quả mà cắn ngược lại thì nhà họ Tần chắc chắn không thể đỡ được. Lúc tổ tiên hiển linh đã hạ xuống đế chỉ rằng gia tộc không được giết Diệp Quân trừ khi vận mệnh đại đế trên người hắn biến mất. Đây cũng là lý do lúc trước tộc đệ nhất muốn Diệp Quân, bọn họ đã đồng ý. Diệp Quân chính là một củ khoai lang bỏng tay. Quân Ngự đột nhiên nói, trước tiên không nói đến Diệp Quân nữa, nói về tộc đệ nhất đi, hư tượng của hai vị tổ tiên tộc đệ nhất chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn rơi vào thời kỳ suy yếu, đó chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay. Tân Ngô đột nhiên nói, đế binh còn lại của tộc đệ nhất. Quân Ngự khẽ nhíu mày nói, còn chưa thắng mà đã muốn chia của, người muốn nội loạn. Tân Ngô cười ha ha, chỉ tùy tiện hỏi thôi mà. Quân Ngự gật gật đầu, bây giờ tình thế không rõ, ba nhà chúng ta phải nên đoàn kết, đừng có đại sự chưa thành mà đã tranh giành nội bộ, chờ đến khi thâu tóm được tộc đệ nhất rồi hẳn nói tiếp. Công Song ở bên đột nhiên hỏi, thâu tóm được tộc đệ nhất rồi thì nên xử trí Diệp Quân như thế nào? Lẽ nào cứ để mặc hắn ở bên ngoài đi lung tung? Quân Ngự bình tĩnh nói, tuy tổ tiên đã căn dặn không được giết hắn, nhưng không ai bảo là không được giam cầm. Tần Ngô cười nói, đúng vậy thật. Công Song gật gật đầu, sau đó nói, có muốn thông báo đến Đạo Tông, nhà họ Mục, nhà họ Nguyên, Đế Tông và Thần Tông không? Quân Ngự cười nói, tất nhiên là phải thông báo rồi, tộc đệ nhất đã càn quấy nhiều năm như vậy, ta không tin bọn họ không có oán khí, ta sẽ đi liên hệ. Lần này nhất định phải giải quyết tận gốc tộc đệ nhất, và cả Diệp Quân kia. Nói rồi, ông ta xoay người rời đi, Tân Ngô cũng thuận thế tạm biệt, chờ hai người kia rời đi, Công Song mới xoay người đi đến một bí cảnh người ngoài căn bản không vào được. Công Song lấy thanh tàn kiếm kia ra, ánh mắt lộ vẻ tham lam, vòng vo một vòng lớn, rốt cuộc ngươi vẫn về tay ta. Dứt lời, tay phải ông ta đột nhiên điểm lên đuôi tàn kiếm, sau đó mạnh mẽ hút kiếm linh vào trong thức hải của mình. Căn nuốt kiếm linh. Tàn kiếm này tên Yểm Nhật, là bội kiếm của vị đại đế Đế Kiếm Tông, trong Đế Kiếm Tông, địa vị của nó vô cùng cao. Công Song sở dĩ dám mạo hiểm cắn nuốt nó có ba nguyên nhân, một trong số đó là ông ta chấp trưởng Kiếm Tông tới nay, kiếm Yểm Nhật này chưa từng chấp nhận ông ta. Thứ hai, Yểm Nhật chính là đế binh, nếu như có linh thực thể thì khi cắn nuốt, thực lực của ông ta sẽ được nâng lên rất nhiều, phải biết cho dù là trong đế cảnh cũng phân ra mạnh yếu. Thứ ba,
cũng là điều quan trọng nhất, đó là bây giờ kiếm này đang trong trạng thái trọng thương. Nếu nó không trọng thương thì có cho thêm 100 lá gan, ông ta cũng không dám suy nghĩ đến chuyện viễn vông này. Ngay sau khi kiếm yểm nhật tiền vào thức hải của ông ta, Công Song hưng phấn đến mức khó lòng kiểm soát, nhưng một khắc sau, ông ta cảm nhận được gì đấy mà sắc mặt lập tức thay đổi, hai mắt trợn tròn, sao có thể? Không, không. Thân thể Công Song run lên kịch liệt, trong mắt của ông ta có vô số ánh kiếm lấp lóe. Qua một lúc lâu sau, Công Song bình tĩnh lại, nhưng ánh kiếm trong mắt ông ta vẫn không hề tiêu biến, ông ta nhìn hai ai của mình, trên mặt lộ vẻ xem thường, chỉ là hạng kiến con mà vọng tưởng đòi ta nhận làm chủ, đúng là điếc không sợ súng. Người từng theo kiếm đế như ta, sao có thể coi trọng một kẻ tầm thường? Yểm nhật không rời khỏi thân thể này, có còn phải dùng thân thể này để khống chế toàn bộ đế kiếm tông? Nghĩ tới đây, Công Song lại nhớ đến đám người đang bày mưu nhằm vào Diệp Quân, ánh mắt của nó lập tức lạnh đi, ngu xuẩn, dám vọng tưởng mưu hại một vị đại đế, đúng là ngu không thể tả. Tự bản thân ngu thì thôi đi, còn muốn dẫn theo đế kiếm tông cùng hủy diệt với ngươi à, ta phải ngăn cản thôi. Nó vẫn có cảm tình với đế kiếm tông, dù sao đây là nơi do chủ nhân nó sáng lập, cũng là tâm huyết của chủ nhân nó. Một lát sau, Yểm Nhật đi ra ngoài, bây giờ nó muốn tiếp quản toàn bộ đế kiếm tông. Phủ đệ tộc đệ nhất. Sau khi đệ nhất Tĩnh Chiêu trở về, cô ta đi thẳng đến hoa viên của mình, mà dám người tộc đệ nhất ở bên ngoài thì đang run lẩy bẩy, họ biết tộc trưởng đang tức giận. Mỗi lần tộc trưởng tức giận thì sẽ đến hoa viên nhỏ của mình, những lúc như thế, ngoại trừ đệ nhất U ra, không ai dám bước chân tới gần. Đệ nhất Tĩnh Chiêu ngồi bên cạnh hồ, cô ta nhìn cá bơi trong nước, sắc mặt lạnh như hầm băng, những chú cá kia như thể cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của cô ta nên đua nhau bơi ra xa, nép vào trong thành hồ. Trong mắt cô ta không hề che giấu nỗi thất vọng, nhưng không bao lâu sau, sự thất vọng đó lại biến thành nghi ngờ, rồi cuối cùng là trở về với sự bình tĩnh. Một lúc sau, cô ta đứng dậy rời đi. Trong đình viện cũ nát, Diệp Quân đang tựa vào một cái cột gỗ mà đọc sách cổ sử say sưa ngon lành. Quyển cổ sử này viết rất chi tiết, bên trong ghi lại từ hào quang từng thời, phong tục từng nơi, các câu chuyện bên lề, đến pháp chế lẫn luật làng, y dược thiên văn, không gì là không có thể nói là đã viết ra từng ngóc ngách của thời đại đó. Trong lịch sử 60 tỷ năm qua, thời đại đế giả và thập hoang thực sự có rất nhiều thiên tài xuất hiện, ngoại trừ đại đế còn có rất nhiều người kinh tài tuyệt diễm, mặc dù họ không trở thành đại đế nhưng cũng đã trở thành một huyền thoại lịch sử trong toàn bộ thập hoang. Từ quyển cổ sử này, hắn còn biết một chuyện là thời đại đế giả và thập hoang này cũng có thiên đạo. Hơn nữa thiên đạo này đã tồn tại cực kỳ lâu. Vị mục đế kia viết về thiên đạo như thế này, 60 tỷ năm trôi qua, đại đế thay đổi, nhưng thiên đạo vĩnh viễn tồn tại. 60 tỷ năm. Diệp Quân chau mày lại, tuổi thọ của sinh linh thiên đạo tất nhiên sẽ dài hơn với tuổi thọ của sinh linh bình thường khác, nhưng nếu nói là đã sống 60 tỷ năm thì có hơi quá. Thật ra lúc đầu hắn cũng cảm nhận được thiên đạo. Khi hắn thành đế, có pháp tắc và đạo tắc đã hàng phục hắn, đó thật ra là của thiên đạo. Nhưng lúc ấy hắn không rảnh để quan tâm nhiều về thiên đạo đến vậy. Sau khi đọc xong toàn bộ cổ sử, hắn không chỉ có một hiểu biết nhất định về lịch sử toàn bộ thời đại cổ sử đến nay, mà còn nắm được rõ ràng về các thế lực gia tộc đại đế cùng tiên tông. 60 tỷ năm qua tổng cộng xuất hiện 11 vị đại đế, 11 vị này xuất hiện cũng kéo theo sự quật khởi của 10 thế lực siêu cấp, bởi vì tộc đệ nhất xuất hiện đến 2 vị đại đế. Trong đó có 6 gia tộc đại đế siêu cấp. Theo thứ tự là Quân tộc, Mục tộc, Tần tộc, Nguyên tộc, tộc đệ nhất, Đế tộc, và 4 tông môn siêu cấp, theo thứ tự là Thần tông, Đạo tông, Đế tông và Đế kiếm tông. Nơi này được gọi là Thập Hoang cũng bởi vì 10 thế lực siêu cấp này, mỗi một gia tộc đại đế và tông môn siêu cấp đều chiếm đóng một hoang, sau đó đế tộc sa sút, bị đuổi ra khỏi Thập Hoang, đến nơi xa xôi hẻo lánh sống tạm, còn địa bàn của họ thì bị các thế lực còn lại chia cắt. Đế tộc là phe chịu thiệt nhất rồi. Chủ yếu là vì không có người nối dõi, sau khi đế uyên ngã xuống thì liên tục mấy đời sau đế tộc không hề xuất hiện lấy một vị cường giả nào là thiên tài, vì vậy bọn họ chỉ có thể bị lép vế. Còn thời đại đế giả thật ra cũng là một thể với thập hoang, cũng thuộc về phạm vi thập hoang, nếu bảo thời đại đế giả là mỗi một gia tộc đại đế mở ra cho mình một vũ trụ, thì cũng có chút tương tự với các nước chư hầu trong vương triều cổ đại, họ đều ở trong cùng một đế quốc, nhưng bọn họ ự tách thành một thể độc lập.
mà ở ngoài vũ trụ thập hoang còn có hai khu vực đặc biệt khác, một là nơi hắn từng đi ngang qua, gặp được các cự thú tiền sử, đó là một khu vực rất thần bí, được gọi là vùng cấm ở phía bắc cổ hoang, vùng cấm cổ hoang này vô biên vô hạn, sâu không lường được, rất bí ẩn. Nghiêm túc mà nói, vùng cấm cổ hoang này thật ra cũng thuộc về thập hoang, có điều giữa chúng có một hàng rào tách biệt cả hai ra, nếu bên kia muốn sang đây thì cần phải trả giá rất lớn, mà từ bên này muốn sang bên kia cũng phải như thế, bởi vậy hai bên vẫn luôn sống yên ổn với nhau. Tất nhiên nếu bên này xuất hiện đại đế thì lại khác. Toàn bộ vùng cấm cổ hoang sẽ lập tức thần phục. Ngoại trừ vùng cấm cổ hoang còn có một thần bí khác, đó là di tích Toại Minh, nơi này còn bí ẩn hơn cả vùng cấm cổ hoang, đến nay vũ trụ thập hoang vẫn không thể khai thác được hoàn toàn nó. Dựa vào cổ sử ghi chép, thập hoang đã có vô số năm thăm dò di tích Toại Minh này, nhưng có lẽ chỉ mới đào sâu được không tới 1/10. Nơi này là nơi hung hiểm nhất thập hoang, cũng là nơi thần bí nhất. Bởi vì năm đó đại đế đầu tiên cũng chính là đại đế tổ tiên của tộc đệ nhất chính là đi khai phá di tích này, khi ra ngoài mới đột phá lên đại đế. Hắn cố ý tra xem thử nơi cuối cùng đại đế kia đi đến, nhưng cổ sử không ghi lại chi tiết đoạn này, chỉ đề vỏn vẹn vài câu, rất nhiều đại đế sau này đều không hiểu tại sao lại biến mất, còn có một vị đại đế khác đã trực tiếp ngã xuống, đó là đại đế Đế Huyên của đế tộc. Biến mất. Diệp Quân biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến di tích Toại Minh. Một lúc sau, Diệp Quân cất cổ sử đi, sau đó lấy quyển di sử Toại Minh ra, đây là quyển sách được biên soạn dựa trên một ít đồ cổ còn sót lại bên trong di tích Toại Minh. Diệp Quân đọc một lượt thì nhíu mày lại. Bởi vì trong này chỉ ghi chép một vài đồ cổ, còn chi tiết liên quan đến toàn bộ di tích Toại Minh thì vô cùng ít ỏi, nhưng hắn bất ngờ phát hiện, trong này có nhắc đến một cái cây. Một cái cây có thể kết ra quả sinh mệnh. Đọc đến đây, Diệp Quân bỗng thốt lên mẹ nó. Nền văn minh thiên hành. Chu Chu lúc trước có nhắc đến di tích Toại Minh, cô gái tên Bi Tâm từ kia đã cướp một cái cây ở cựu thổ, mà trong tộc đệ nhất, hắn lại phát hiện tổ tiên của tộc đệ nhất đã mang một cái cây nhỏ từ trong đó ra ngoài. Câu thông lại với nhau, trực giác nói cho hắn biết, cây sinh mệnh của nền văn minh thiên hành này chắc chắn có liên quan đến di tích Toại Minh. Mà bây giờ cây sinh mệnh thiên hành vô cùng có khả năng là đang ở dạng không hoàn chỉnh. Đáng tiếc hiện tại hắn không thể về vũ trụ quan huyên, nếu không hắn đã đi tìm cái cây kia nói chuyện một chút. Nghĩ đến cây sinh mệnh thiên hành, hắn lại nhớ đến mấy quả cây nhất niệm, phục vũ và tịnh sơ. Lúc trước hắn đã hỏi cô đã bảo hắn đừng lo lắng. Còn phục vũ và tịnh sơ cũng không biết hiện tại như thế nào rồi. Diệp Quân lắc lắc đầu. Hắn tất nhiên sẽ không quá lo cho các nàng ấy, nhất niệm có cô, phục vũ thì được cô Thanh Khâu dẫn đi, tự có sự phát triển mới, mà tịnh sơ thì cũng được đại bá thu nhận. Hắn biết, lần tới khi gặp lại ba quả cây này thì họ sẽ khiến hắn kinh ngạc không thôi, nhất là tịnh sơ và phục vũ, thiên phú của hai bọn họ thật sự có chút biến thái. Mà nhất niệm, không thể không nói, đúng là hắn có hơi nhớ đến nhất niệm chuyên đốt lửa kia. Cũng không biết bây giờ cô ta như thế nào rồi, có bị người khác bắt nạt không? Diệp Quân khẽ thở dài, thu hồi suy nghĩ, hắn lật xem hết quyển di sử Toại Minh, một lát sau rồi cũng cất đi, xem ra vẫn phải tự mình đến di tích Toại Minh một chuyến mới được. Hắn rời khỏi căn nhà cũ kỹ, lúc đi trên đường thì ngẩng đầu nhìn bầu trời, phái chân trời có mây đen dày đặc, có giọt mưa li ti rơi xuống, hắn vội tìm một quán rượu, vừa vào. Ngồi thì bên ngoài đã đổ mưa như xối nước. Diệp Quân ngồi ở gần cửa sổ, một thiếu niên vội vàng đi đến cung kính hỏi, khách quan muốn ăn gì? Diệp Quân chỉ cảm thấy giọng nói này có hơi quen thuộc, hắn nhìn thiếu niên kia, đây không phải là thiếu niên mua trứng sao? Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Diệp Quân, thiếu niên cố trần hơi nghỉ hoặc một chút, khách quan. Diệp Quân cười nói, ta từng thấy ngươi, thiếu niên càng thêm nghi ngờ. Diệp Quân nói, lúc trước ở thương hội, ta thấy ngươi mua trứng. Cố Trần. Diệp Quân cười nói, sao ngươi lại đến đây làm công rồi? Cố Trần thấp giọng thở dài, hết cách rồi, ta vốn là học sinh của học viện đệ nhất, nhưng vì mua trứng nên đã tiêu sạch hết phí sinh hoạt nửa năm, nếu không tìm việc mưu sinh thì làm sao sống tiếp được. Diệp Quân gọi một vài món ăn xong thì cười nói, ngươi có biết tỷ lệ ở đó rất thấp không? Cố Trần gật gật đầu, biết. Diệp Quân có chút ngạc nhiên, vậy mà vẫn muốn đánh cược. Cố Trần lại thở dài, huynh đệ, nhìn cách ngươi ăn mặc thì hẳn không phải là người thường,
ngươi không thể biết được những người sống ở tầng đáy như chúng ta khó khăn thế nào đâu. Tuy ta vào được học viện đệ nhất, nhưng cha mẹ ta chỉ là người bình thường, ta không có chỗ dựa, không có chống lưng, muốn nổi bật hơn người khác là chuyện khó như lên trời. Nhưng nếu ta có thể mua được một quả trứng rồng thì sẽ hoàn toàn khác. Càng nói, ánh mắt của gã càng phát sáng, nhưng thoáng chốc lại ảm đạm đi, bây giờ có nói những điều này cũng vô nghĩa, ta sắp bị buộc phải thôi học, bị đuổi rồi cha mẹ ta nếu biết. Cố Trần cười khổ, ta nợ nhiều khoản lắm. Diệp Quân có chút ngạc nhiên, tại sao lại bị buộc thôi học? Cố Trần đang định trả lời thì đúng lúc này, một giọng nói run rẩy đột nhiên vang lên ở bên cạnh, Trần Nhi. Diệp Quân quay đầu nhìn, ở cửa quán rượu có một ông già đang tức giận nhìn Cố Trần, mà bên cạnh ông ấy còn có một người phụ nữ, cả hai ăn mặc mộc mạc, chân phải của ông lão hình như bị thương nên phải chống gậy. Nhìn thấy hai người, sắc mặt Cố Trần lập tức trắng bệch, có chút sợ hãi. Ông lão chống gậy đi về phía Cố Trần, ông ấy ném gậy vào người Cố Trần rồi cả giận nói, tên súc sinh này, khó khăn lắm mới vào được học viện đệ nhất mà còn không biết quý trọng, cứ phải làm sằng làm bậy ngày nào cũng đi mua trứng, bây giờ thì được gì, học viện sắp đuổi học đến nơi, con. Nói đến phần sau, ông lão đã rơi nước mắt, người phụ nữ bên cạnh cũng bật khóc. Cố Trần vừa né vừa nói, cha, con xin thề sau này sẽ không đánh cược vào trứng nữa. Con mà còn làm vậy nữa thì không phải là người. Ông lão đuổi đánh nửa ngày, vì đi đứng bất tiện nên không đuổi kịp, cuối cùng chỉ biết ngồi bệch xuống đất bật khóc, người phụ nữ kia cũng không ngừng rơi nước mắt. Hai người khóc lóc nửa ngày, người phụ nữ kia mới đột nhiên đi đến trước mặt Cố Trần, bà ta run rẩy lấy một cái túi vải ra, bên trong có một ít tiên tinh, chỉ cần con trả hết nợ và bảo đảm lần nữa làm người. Đưa tiên tinh cho Cố Trần xong, người phụ nữ run giọng nói, Trần Nhi, chúng ta đã cầu xin học viện cho con thêm cơ hội, con nhất định phải biết hối cải thay đổi đấy. Cố Trần nhận lấy những viên tiên tinh kia, hơi nghi ngờ hỏi, cha mẹ lấy từ đâu ra vậy? Người phụ nữ lau nước mắt, cha bán nhà. Cố Trần sửng sốt, nhìn ông lão ở một bên đang ngồi co quắp dựa vào tướng, hai tay ôm ngực, nước mắt lã chã. Người phụ nữ nắm lấy tay Cố Trần, tận tình khuyên nhủ, con đừng bao giờ cược vào mấy quả trứng kia nữa. Cố Trần xúc động, nước mắt cũng rơi xuống, được được, con nhất định không làm vậy nữa, sau này con sẽ cố gắng học. Tập, cứ như vậy, Cố Trần đỡ hai người rời khỏi quán rượu. Nhìn ba người rời đi, Diệp Quân cười, hối cải để làm người mới, việc thiện lớn lao như thế. Hắn nhanh chóng ăn hết một bàn đồ ăn, thanh toán xong xuôi thì đứng dậy rời đi, hắn đến Thương hội Tiên Các để chuẩn bị mua một tấm bản đồ đến di tích Toại Minh. Hắn muốn đến di tích đó để tìm hiểu thử tại sao Đại Đế lại biến mất, còn có cây thiên hành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà khi hắn vừa bước vào Thương hội Tiên Các thì lập tức sửng sốt, cách đó không xa có một thiếu niên đang đứng ở quầy bàn trứng, ném một cái túi vải lên quầy, xòe tay ra như vừa hít thuốc phiện, năm quả, ta muốn mua năm quả. Thiếu niên kia chính là Cố Trần. Tận năm quả trứng. Cố Trần khệ nệ ôm chúng sang một bên rồi ngồi xổm xuống, vừa hít hà vừa lầm bầm, Đại Đế phù hộ. Đại Đế phù hộ, Đại Đế phù hội. Sau đó mở phong ấn số trứng ra. Trước tiên là hai con chó ló đầu ra, mờ mịt nhìn bốn phía. Sau là ba con gà kêu chíp chíp không ngừng. Không có con rồng nào. Cố Trần thẫn thờ ngồi bệt xuống, mặt cắt không còn hột máu, cả người run rẩy, ông trời khốn nạn. Sao lại bạc bế ô với a như thế? Có người thấy như vậy thì lộ vẻ thương hại, có người đồng cảm, cũng có người nhạo báng. Diệp Quân chỉ lắc đầu rồi đi sang một sạp khác mua tấm bản đồ rồi rời đi. Bỗng Cố Trần bật dậy, chạy đến tay bắt mặt mừng với một thiếu niên khác, ra là Nhạc Huynh. Huynh cho ta mượn 30 viên tiên tinh được không? Mấy hôm sau cha mẹ ta gửi sinh hoạt phí tới ta sẽ trả lại. Người kia thấy gã thì như thấy ôn dịch, xua tay từ chối liên tục. Cố Trần bị cự tuyệt dứt khoát như vậy thì thẹn quá hóa giận, hồi trước còn xưng huynh gọi đệ mà giờ có 30 viên tiên tinh cũng không cho. Ta đúng là bị mù mới xem ngươi như huynh đệ. Thiếu niên kia không dây dưa với gã nữa mà lập tức tránh xa. Cố Trần cười tự giễu, ân huệ như giấy mỏng, thói đời thật là thực tế. Nhắc thấy Diệp Quân, hai mắt gã lại sáng lên, lập tức nhào tới cười tươi rói, huynh đài à, chúng ta lại gặp nhau rồi, đúng là có duyên quá. Huynh cho ta mượn 50 tiên tinh được không? Diệp Quân dừng bước, ngươi vẫn còn muốn đánh cược vào đập trứng à?
Cố Trần vội đáp, ta có linh cảm lần này nhất định sẽ là trứng rồng. Ta nói thật đó, chỉ cần là trứng rồng, ta sẽ trả lại huynh gấp 10. Diệp Quân, nếu vẫn không phải thì sao? Không thể nào. Cố Trần cuống cuồng khoát tay, tuyệt đối không thể nào. Lần này nhất định sẽ có. Làm người ai lại xui mãi thế được. Diệp Quân chỉ nhìn gã một cái rồi lắc đầu, xin lỗi, ta cũng mặt rồi. Cố Trần la lên, huynh đài biết tình huống của ta mà. Nếu không gỡ lại được thì đời này ta xem như xong rồi. Sau đó vội quỳ thụp xuống, huynh đài. Huynh không thể thấy chết mà không cứu được. Chỉ cần ta gỡ gạc được thì sẽ trả lại huynh cả vốn lấy lời. Ta thề, ta lấy cả nhà ta ra thê. Chỉ cần nói láo thì cả nhà chết hết. Diệp Quân đỡ gã dậy, thứ cho ta lắm lời nhưng việc đập trứng này quá hư vô mờ mịt, không phải đường ngay. Nếu ngươi sẵn lòng quay đầu, hoàn toàn hối cải, từ nay không dính vào hai chữ, đánh cược, nữa thì ta có thể chỉ điểm vài thứ về tu hành. Chỉ điểm ta. Thấy hắn không có ý định cho mượn tiền, thái độ Cố Trần thay đổi hoàn toàn, dở giọng châm chọc, cái thứ đã không có tu vi như ngươi mà còn đòi lên mặt chỉ điểm ai. Đúng là nực cười, ta cho ngươi hay, hôm nay là do ta xui xẻo mà thôi, ngày sau ta sẽ cược toàn bộ vốn liếng, khi ấy chắc chắn có thể lật ngược tình thế. Ta không tin chư thiên đại đế cũng mù mắt mà vô tình với ta như vậy. Rồi phất tay rời đi. Diệp Quân lắc đầu, vừa nhấc chân thì nghe có người nói từ phía sau, đạo pháp uyên thâm, cũng đừng độ kẻ vô duyên. Hắn quay lại, nhìn thấy đệ nhất Tĩnh Chiêu đi đến, bèn cười hỏi. Cô nương không giận à, cô ta chỉ lẳng lặng nhìn lại. Diệp Quân không nói gì thêm mà đi đến một quầy hàng, nộp 10 viên đế tỉnh rồi được một ông lão dẫn tới truyền tống trận. Đúng lúc này, đệ nhất Tĩnh Chiêu lại mở miệng, di tích Toại Minh có đủ mọi hạng người, nguy hiểm vạn phần. Người đi vào đó không khác gì chịu chết. Diệp Quân chỉ cười không nói rồi biến mất khi truyền tống trận khởi động, để lại cô ta đứng đó với sắc mặt khó coi. Không biết bao lâu sau, hắn xuất hiện lại ở một vùng đất hoang vắng, đằng xa có một tòa thành nhỏ, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng mà đổ nát hoang tàn, không còn nhìn ra dáng vẻ xưa. Hắn biết đó chính là Toại Thành, nằm ở vòng ngoài của di tích Toại Minh. Sự phát hiện của tòa thành này đã khiến thập hoang sửng sốt, khi ấy mọi người mới biết thì ra còn một nền văn minh khác tồn tại trước thời đại cổ sử. Các cường giả thập hoang sau đó đến thăm dò, càng ngày càng hăng hái hơn, nhất là sau khi tổ tiên tộc đệ nhất trở thành đế sau khi đi ra từ nơi này. Nhưng mức độ nguy hiểm của di tích này nằm ngoài sức tưởng tượng của họ, khiến không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng nhiều năm qua. Thậm chí có cường giả chuẩn đế cũng mất mạng, nhưng nguy cơ lớn thường đi kèm với cơ duyên không kém, thế là vẫn không ngăn được bước chân của người muốn thăm dò. Diệp Quân cảm nhận được gì mà dừng lại, khi xoay người thì thấy đệ nhất Tĩnh Chiêu cũng đã đứng đó. Cô ta mặc trường bào màu mực nhàn nhạt, thân hình thon gọn mảnh mai, tuy đã mang mạng che mặt nhưng vóc dáng và đôi mặt đã đủ chứng minh cho một vẻ đẹp kiều diễm. Cô ta lẳng lặng đi đến bên hắn. Diệp Quân không nhắc lại chuyện lúc trước mà nhìn về tòa thành, cô nương biết nhiều về di tích này không? Đệ nhất Tĩnh Chiêu, không. Diệp Quân, cô đã đến đây bao giờ chưa? Đệ nhất Tĩnh Chiêu, từng đến, nhưng đã không còn kể từ khi trở thành tộc trưởng. Các gia tộc đại đế và tiên tông đều có quy định không cho người đứng đầu bước vào. Diệp Quân, vì sao? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn về đằng xa, vì nguy hiểm. Nguy hiểm. Diệp Quân ngẩn ra rồi chợt hiểu, nơi này không phải chuyện đùa, đại đế đến đây cũng gặp phải nguy hiểm, nếu người đứng đầu đi vào rồi bỏ mạng trong đó thì đúng là tổn thất quá lớn. Đồng thời hắn cũng tò mò, hắn đã đạt đến cảnh giới đại đế, biết sức mạnh của nó kinh khủng thế nào, ngoại trừ người nhà có thể dạy dỗ hắn một trận ra thì không ai địch lại. Ít nhất là vô địch trong vũ trụ này. Hắn bỗng nghĩ đến Đế Uyên đại đế. Một người trở nên vô địch rồi sẽ sinh ra khao khát tiến thêm một bước, khi ấy phải thăm dò nơi có thể gây nguy hiểm cho họ. Bản thân Diệp Quân cũng vậy. Hắn đến đây với hy vọng di tích Toại Minh sẽ khiến hắn cảm nhận được nguy ngập. Con người chính là vậy. Khi không có tiền thì chỉ đơn giản muốn kiếm thêm nhiều tiền trả nợ, nhưng có tiền rồi thì lại muốn thêm, nào là ăn uống rồi vui say. Nếu lại có thêm tiền thì sẽ càng muốn có thêm nhiều thứ khác. Như thuê hẳn một đoàn ca múa nhạc chẳng hạn. Nhưng mục tiêu ngắn hạn của Diệp Quân trước kia là mạnh lên để không bị đánh nữa, bây giờ thành đế rồi thì lại muốn nếm trải cảm giác nguy hiểm cho nó kích thích. Hai người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã vào thành.
bên trong điều hưu, chỉ có nhà cửa ngả nghiêng siêu vẹo. Gần như không có bóng người, ai nấy đều lúi húi ẩn nấp. Diệp Quân và Đệ Nhất Tĩnh Chiêu vừa đặt chân vào đã trở thành mục tiêu của vô số tầm mắt, đặc biệt là người sau. Mỹ nhân bực này đúng là hiếm có khó tìm. Cô ta thấy trời đã tối thì chỉ nói, bây giờ không phù hợp để lên đường nữa. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại xuất phát. Diệp Quân nhìn sắc trời rồi gật đầu, được, hai người cùng đi. Sau lưng họ không xa là hai gã đàn ông đang không ngừng dõi theo. Kẻ cầm đầu mặc áo đen, đầu chọc lóc, mặt mũi dữ tợn. Thiếu niên đứng cạnh gã nhìn Đệ Nhất Tĩnh Chiêu với vẻ hưng phấn, sao tam thúc không ra tay. Ngu! Gã áo đen véo y, dung mạo con ả kia đúng là hiếm thấy, nhưng người đoán xem tại sao ả dám đặt chân đến nơi hung hiểm này. Thiếu niên nghịch ra vì sao? Gã đàn ông lộ vẻ kiêng kỵ, đàn bà xinh đẹp thế này thường thường đều bị chiếm làm của riêng, nuôi ở nơi khuê các. Ả ta lại dám đến đây thì hoặc là không có não, hoặc là cực kỳ mạnh. Ngươi nhìn cái thằng đi theo ả đi, mẹ nó, không có tu vi mà cũng dám đến đây thì hoặc là đang giả vờ chờ thời hoặc là có trống lưng to. Gã nhìn thiếu niên, nhớ lấy, thời đại này ăn cướp cũng phải biết dùng não, đừng có lúc nào cũng chỉ biết động tay động chân. Không có đầu óc thì mạnh tới đâu cũng chỉ là hạng thất phu, rõ chưa? Thiếu niên sửng sốt. Trên đường đi có vô vàn ánh mắt theo dõi Diệp Quân và Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhưng không ai ra tay, thậm chí không ai cản đường. Một người không có tu vi, một người không nhìn ra tu vi, cứ thế nghênh ngang mà đi, chỉ thiếu điều viết hai chữ cao thủ lên mặt. Không lâu sau, họ tìm thấy một tòa đại điện đổ nát, bên trong có một pho tượng không lành lặn, chỉ còn lại nửa người dưới. Diệp Quân nhìn nó rồi tìm đến một góc sửa soạn đồ, tìm nhánh cây gốc củi đến nhóm lửa sưởi ấm, rơi vào im lặng. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu ngồi đối diện hắn cũng không nói lời nào. Diệp Quân phá vỡ im lặng, cô nương, chúng ta nói chuyện thẳng thắn được không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhấc mắt, nói gì? Diệp Quân cười, cô có thích ta không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu hoàn toàn không ngờ hắn lại hỏi câu này nên ngẩn ra, không biết đáp lại thế nào. Cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Diệp Quân đón lấy ánh mắt ấy, không thích, đúng không? Thấy cô ta vẫn không nói gì mà chỉ nhìn nhánh cây trong tay mình, hắn lại nói. Kể từ khi ta đến tộc Đệ Nhất, cô vẫn luôn tôn trọng ta, thậm chí còn cùng ta. Thấy ánh mắt đối phương lạnh đi, hắn lựa chọn nhảy qua, nói đơn giản, cô tôn trọng ta, làm chuyện ấy với ta chỉ vì ta là đại đế. Cô biết cảnh giới của ta, thấy dáng dấp ta không tệ nên không bài xích, thậm chí còn tò mò về ta, đúng không? Thấy hai tay Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nắm lại, hắn lại nói, cô nổi giận vì ta bằng lòng thỏa hiệp, hay đúng hơn là nhượng bộ Đế Kiếm Tông. Hành động ấy phá vỡ hình tượng đại đế trong lòng cô nên cô không chấp nhận, đúng chứ? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, người muốn nói gì? Diệp Quân chỉ chuyển qua ngồi bên cạnh, cầm tay cô ta lên. Cô ta giấy giụa nhưng bị hắn nắm chặt tay, chỉ còn cách quắc mắt lườm. Tay cô đang run, ánh mắt Đệ Nhất Tĩnh Chiêu càng trở nên ác liệt. Diệp Quân, có thể đạt đến chuẩn đế trong thời gian ngắn như Tĩnh Chiêu cô nương đúng là không tầm thường, nhưng chẳng lẽ cô không nhận ra tâm cảnh mình đã rối loạn rồi sao? Chính vì chấp niệm với đại đế quá sâu nên đã sinh ra tâm ma. Hắn cười cười, ta là đại đế thì đã sao? Không phải đại đế thì đã sao? Là đại đế thì cô tôn trọng, thậm chí sẵn sàng thân mật, không phải thì cô xem ta như cỏ rác. Cô nương à, cô đã lạc lối trong cái gọi là cảnh giới và thân phận rồi. Như những cô gái dưới trần thế, một khi yêu ai thì trở thành nô lệ của người ấy, người có tiền sẽ chẳng ai tôn trọng cô ta, chỉ xem cô a như món đồ chơi mà thôi. Hắn nhìn đối phương, đạo tu hành quan trọng ở chỗ không quên bản tâm, muốn được chân tướng. Bản tâm của cô là gì? Chân tướng là gì? Cô phải biết câu lấy thịt đuổi kiến, kiến càng nhiều, lấy cá đuổi ruồi, ruồi càng bư. Đừng vì hai chữ đại đế hư vô mờ mịt này mà đánh mất bản tâm mình. Người xuất sắc như Tĩnh Chiêu cô nương có thể đi xa hơn nhiều lắm. Lời này khiến Đệ Nhất Tĩnh Chiêu sững ra. Không quên ý muốn ban đầu. Quyết định ở việc tìm kiếm sự thật. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu hơi đờ đẫn nhìn đống lửa trước mặt, dưới ánh lửa chiếu rọi. Trong mắt cô ta nhiều thêm hai đống lửa, có cả một tia bế tắc, lúc này cô ta giống như con hươu non đánh mất chính mình, vô cùng xinh đẹp, thấy mà thương. Ý muốn ban đầu là gì? Ý muốn ban đầu là đại đạo của chính Đệ Nhất Tĩnh Chiêu cô ta, trước khi chưa gặp Diệp Quân,
mục tiêu cả đời của đệ nhất tĩnh chiêu cô ta chính là trở thành đại đế, xây dựng lại vinh quang của tộc đệ nhất. Đạo tâm của cô ta kiên định, vững như tảng đá. Còn sau khi gặp Diệp Quân, để thành đại đế, cô ta bắt đầu dùng mọi thủ đoạn cầm tù Diệp Quân, mưu toan lấy sức mạnh huyết mạch của hắn, mưu toan lấy số kiếp đại đế của hắn. Những cái này là chính đạo à? Không. Vì những cách này, thật ra đều đi ngược với ý muốn ban đầu của cô ta, sâu trong lòng cô ta, vẫn cực kỳ phản kháng, nếu không, lúc đó cũng sẽ không hối hận tức thì. Nhưng, từ bỏ như vậy, cô ta lại có phần không cam lòng, cũng chính vì lý do ấy, cô A bắt đầu từ từ đánh mất chính mình. Đại đế. Hai chữ này không biết từ lúc này đã như một ngọn núi lớn đè lên tim cô ta, che đậy trái tim ban đầu của cô ta, khiến cô ta hết lần này tới lần khác, tự mâu thuẫn, đánh mất chính mình. Dùng thịt đuổi kiến, kiến càng tăng, dùng cá đuổi ruồi, ruồi càng bu. Nếu cô ta tiếp tục kéo dài như vậy, thế thì, cô ta càng muốn thành đại đế, cô ta càng cách xa đại đế hơn. Nghĩ tới điểm này, hai mắt cô ta từ từ nhắm lại, thì ra là vậy. Đến lúc này, cô ta như phá mây thấy trăng, suy nghĩ rõ ràng. Lúc này, chỗ ngực cô ta, một luồng ánh sáng nhàn nhạt đột nhiên tuôn ra, một luồng khí tức cổ xưa bao phủ quanh người cô ta, còn ở giữa mày cô ta, bỗng xuất hiện những luồng ấn ký cái vạc nhỏ nhàn nhạt, nhưng nháy mắt đã biến mất. Còn lúc này, khí tức của cô ta đã xảy ra thay đổi triệt để. Đỉnh bất hủi, binh đế nhận chủ. Cái đỉnh bất hủ này là đồ vật bên người của đại đế đầu tiên trong đế tộc, nhiều năm như vậy. Mặc dù nó luôn đi cùng cô ta, nhưng, chưa từng nhận cô ta làm chủ. Minh đế chọn người, đó là sự bắt bẻ cỡ nào? Suy cho cùng, chủ nhân bọn nó từng là đại đế, là cường giả mạnh nhất vũ trụ lúc đó, bọn họ quen đi theo loại người này rồi, lẽ nào lại coi trọng người thường? Cho dù đệ nhất tĩnh chiêu rất yêu nghiệt, nhưng, so với đại đế, rõ ràng cô ta của bây giờ vẫn cực kỳ nhỏ bé. Nhưng giờ này khắc này, đệ nhất tĩnh chiêu đã đẩy lùi sương mù, thấy được sự thật, điều này khiến nó cảm thấy cô ta là người có tiềm lực trở thành đại đế. Do đó, nó bằng lòng nhận chủ. Thật ra đệ nhất tĩnh chiêu cũng hơi bất ngờ, từ khi cô ta có được cái đỉnh bất hủ này, cô ta đã thử vô số lần, nhưng, đỉnh bất hủ đều không nhận cô ta làm chủ, còn bây giờ, cô ta không ngờ đỉnh bất hủ lại đột nhiên nhận chủ. Đỉnh bất hủ là binh đế, không nhận chủ, cô ta cũng có thể kích hoạt nó. Suy cho cùng, trách nhiệm của nó cũng là bảo vệ tộc đệ nhất, nhưng, sức mạnh phát huy lại có hạn, còn một khi nhận chủ, tâm trí kết nối với cô ta có thể phát huy ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Có thể nói, binh đế này nhận chủ, thì có thể nâng thực lực của cô ta lên 5 phần. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất của cô ta, là nhìn rõ nội tâm của mình, thấy được mình thực sự, đây mới là thu hoạch thật sự của cô ta. Lời của Diệp Quân, từng chữ như kiếm. Nhát kiếm đâm vào linh hồn, như soi sáng cho cô ta. Nhận ra sự thay đổi của đệ nhất tĩnh chiêu, Diệp Quân khẽ cười nói, suy ngẫm nhìn lại mình, đối mặt với ý muốn ban đầu, lúc không còn nghi ngờ, là thấy được mình thật sự. Chúc mừng! Nói rồi, hắn đi tới ngồi xuống chỗ đối diện với đệ nhất tĩnh chiêu, hai tay đặt trên đống lửa để sưởi ấm. Đệ nhất tĩnh chiêu nhìn Diệp Quân, vì sao lại nói những cái này với ta? Diệp Quân cười nói, vì ta cảm thấy cô rất ưu tú, không nên mất phương hướng như vậy. Đệ nhất tĩnh chiêu nhìn chằm chằm Diệp Quân, người cảm thấy ta rất ưu tú. Diệp Quân gật đầu, ưu tú hơn ta. Đệ nhất tĩnh chiêu hơi ngơ ngẩn, cô ta nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Quân, ánh nhìn của người đàn ông trước mắt rất tự nhiên, không hề đùa với cô ta. Diệp Quân cười nói, tĩnh chiêu cô nương, cô đừng tự coi nhẹ mình, cũng đừng đánh giá ta quá cao, ta có thể thành đế. Cũng không phải hoàn toàn là dựa vào thực lực của bản thân, con đường ta đi này, nếu không có sự dìu dắt của gia đình, thì không thể đi tới hôm nay, hơn nữa, trước đây, ta bị đánh rất nhiều, cực kỳ thảm hại. Nghĩ tới những ngày trước đây bị phản chiêu đế đánh, hắn không khỏi mỉm cười. Đệ nhất tĩnh chiêu nhìn Diệp Quân trước mắt, dưới sự soi sáng của ánh lửa, càng hiện rõ vẻ tuấn tú, phong thái vượt trội. Nhan sắc này, thật sự rất cao, cho dù là ánh mắt của cô A. Cũng không thể tìm ra chút tật xấu nào. Quan trọng nhất là qua thời gian tiếp xúc, cô ta phát hiện, Diệp Quân thật sự không có tí kiêu căng nào của đại đế, ngược lại, còn rất bình dị gần gũi, khiêm tốn nhã nhặn với mọi người. Cái này hoàn toàn không giống với đại đế trong tưởng tượng của cô ta. Đệ nhất tĩnh chiêu thu ánh mắt lại,
nhìn đống lửa trước mặt, ta chỉ có thể loại bỏ phong ấn đại đế của tộc đệ nhất cho ngươi thôi. Diệp Quân cười nói, không sao. Đệ nhất Tĩnh Chiêu bỗng ngẩng đầu nhìn hắn, tộc đệ nhất ta đối xử với ngươi như vậy, ta còn mưu toan cướp huyết mạch và số kiếp đại đế của ngươi, ngươi hận ta không? Nói xong câu này, hai tay trong ống tay áo của cô ta không kiềm lòng nổi, nắm chặt lại. Diệp Quân nhìn cô ta, cười nói, không phải cuối cùng cô không làm vậy à? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nghĩ tới tình cảnh ngày đó, sắc mặt đột nhiên hồng rực, Diệp Quân hơi thất thần, cô gái trước mắt thật sự đẹp đến mức mất hết phương hướng. Như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Quân, biểu cảm của đệ nhất Tĩnh Chiêu lập tức trở nên hơi mất tự nhiên, chỉ thấy mặt hơi nóng rát, nhưng suy cho cùng tu vi của cô ta cũng rất cao, chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại, biểu cảm khôi phục vẻ bình thường, chỉ là cô ta không nhìn Diệp Quân, cúi mặt xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống lửa trước mặt. Diệp Quân cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hắn nhìn ngoài đại điện, lúc này đã là ban đêm, bên ngoài tối đen, yên tĩnh đáng sợ. Diệp Quân cười nói, ta hơi mệt rồi, nghỉ trước đây. Nói xong, hắn thuận thế dựa vào trụ đá đằng sau, hai mắt từ từ nhắm lại. Ánh mắt đệ nhất Tĩnh Chiêu từ từ di chuyển lên đống lửa, cuối cùng rơi vào mặt Diệp Quân, nhìn Diệp Quân, cô ta chìm vào suy nghĩ, không biết đang nghĩ gì. Đạo Tông, Đạo Vực. Trong điện, Quân Ngự gia chủ gia tộc Đại Đế và Đạo Chí tương đương Tông chủ đương nhiệm của Đạo Tông ngồi đối diện nhau, sau lưng Đạo Chí còn có một thiếu niên. Thiếu niên mặc áo bào đen lộng lẫy, rất tuấn tú. Quân Ngự cười nói, Đạo Chí huynh, bây giờ hư hồn tổ tiên của hai vị tộc đệ nhất sắp vào thời kỳ suy yếu rồi, Đạo Tông có ý kiến gì không? Đạo Chí nhìn Quân Ngự, cười nói nào. Nhà họ Quân nghĩ thế. Quân Ngự gật đầu, Đạo Chí huynh, ta không vòng vo với huynh, tộc đệ nhất những năm nay, ỷ vào trong gia tộc xuất hiện hai vị đại đế, xưng bá ở thập hoang, đè đầu các gia tộc tông môn chúng ta. Nhưng bây giờ, hư hồn hai đại đế của bọn họ vào thời kỳ suy yếu, là lúc chúng ta nên dọn sạch bọn chúng thôi. Đạo Chí không nói gì, bưng cốc trà bên cạnh lên khế nhấp. Một ngụm. Quân Ngự nhìn Đạo Chí, Kiếm Đế Tông và nhà họ Quân ta còn có nhà họ Tần đều tham gia. Đạo Chí cau mày. Quân Ngự cười nói, đây là cơ hội ngàn năm có một đấy. Chính xác. Đạo Chí cười nói, Quân Ngự huynh, huynh cũng biết, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Do đó, ta cần bàn bạc với các trưởng lão trong tông môn đã. Quân Ngự gật đầu, nên vậy, một ngày sau cho ta câu trả lời, thế nào? Đạo Chí gật đầu, được. Quân Ngự cười nói, cáo từ. Nói xong, ông ta đã biết mất không thấy đâu. Sau khi Quân Ngự đi, Đạo Chí khẽ cười nói, Đạo Trần, nói suy nghĩ của cháu xem. Thiếu niên tên Đạo Trần đi tới sau lưng ông ta, khẽ đấm lưng cho ông ta, ông nội. Cháu trai cảm thấy, chuyện này không được đâu. Đạo Chí cười nói, sao lại nói vậy? Đạo Trần trầm giọng nói, thứ nhất, châu yếu còn hơn bò khỏe, hư hồn của hai đại đế tộc đệ nhất đúng là sắp bước vào thời kỳ suy yếu, nhưng, đó cũng là hư hồn của đại đế, muốn thu dọn, sẽ phải trả giá cực lớn, càng đừng nói tới bây giờ đệ nhất Tĩnh Chiêu của tộc đệ nhất là chuẩn đế. Ngoài ra, còn có mấy cường giả đỉnh cấp tộc đệ nhất âm thầm bồi dưỡng, chiến tranh giết cả họ. Những người này ắt sẽ liều chết phản công, cho dù mấy nhà hợp tác, cũng sẽ tổn thất nặng. Nê, Đạo Chí khẽ gật đầu, nói tiếp. Đạo Trần tiếp tục nói, thứ hai, cho dù không đáng giá, nhưng đồ vật quý giá nhất của tộc đệ nhất bây giờ, tất nhiên là món binh đế kia, tiếp theo là 19 đế mạch bọn họ. Nắm giữ, còn có đồ đạc mà bọn họ tích góp những năm nay, nếu một gia tộc lấy được mấy món này, tất nhiên là quá tốt, nhưng nếu bị mấy nhà phân chia, thì không còn ý nghĩa gì cả. Hơn nữa, diệt tộc đệ nhất, món binh đế kia thuộc về ai? Lúc đó, mấy nhà hợp tác e sẽ nội chiến, tiếp tục tranh chấp. Đạo Chí gật đầu, nói tiếp. Đạo Trần nói, quan trọng nhất là vị đại đế Diệp Quân kia. Diệp Quân. Đạo Chí cau mày. Đạo Trần trầm giọng nói N tại người này đang ở trong tộc đệ nhất, ông nội, nếu diệt tộc đệ nhất, chúng ta nên xử lý hẳn thế nào? Giết hẳn, hiển nhiên. Mọi người đều không dám, nhốt hắn. Nếu nhốt hắn, vậy cũng là kết thù. Thả hắn, mọi người càng không dám, sở dĩ mọi người hợp tác phong ấn đàn áp hẳn, là sợ hẳn sẽ thành đế lần nữa mà. Nói tới đây, y khẽ lắc đầu, ví dụ người này giúp tộc đệ nhất, vậy nên làm thế nào? Hắn có thể thành đế, tuyệt đối không phải người thường, ai dám khẳng định hẳn không có con át chủ bài khác. Đạo Chí khẽ cười nói tiếp.
Đạo Trần lại n ộc đệ nhất để có được quân đế này, không tiếc lấy món binh đế kia ra, mục đích bọn họ làm vậy là gì? Lúc ban đầu, chúng ta đoán bọn họ muốn chiếm đoạt huyết mạch và số kiếp của quân đế, nhưng bây giờ, quân đế còn sống hắn hoi, có lẽ nào tộc trưởng đệ nhất Tĩnh Chiêu tộc đệ nhất lừa gọi mọi người, bề ngoài cô ta chiếm đoạt huyết mạch và số kiếp của quân đế, còn thực tế là dùng tình cảm lôi kéo quân đế. Đạo Trí im lặng một lát, nói, ngồi xuống đi. Nhưng Đạo Trần không ngồi, tiếp tục nhẹ nhàng đấm lưng cho ông ta, làm ngược lại, thường có cơ hội chiến thẳng lớn hơn, nếu vị quân đế đó thật sự động lòng, yêu vị tộc trưởng Tĩnh Chiêu này, vậy món binh đế tộc đệ nhất hy sinh, quá nhỏ nhặt không đáng kể rồi. Đạo Trí nói, cháu cảm thấy vị quân đế đó sẽ yêu vị tộc trưởng Tĩnh Chiêu này chứ? Đạo Trần im lặng một lát, nói, khó nói, tộc trưởng Tĩnh Chiêu là cô gái đẹp nhất thập hoang, hơn nữa, lúc trẻ đã dùng thủ đoạn ghê gớm giành được vị trí tộc trưởng tộc đệ nhất, là tộc trưởng trẻ nhất từ trước tới nay của tộc đệ nhất, còn quản lý tộc đệ nhất ngay ngắn rõ ràng, thậm chí có xu hướng chấn hưng tộc đệ nhất. Người này, cho dù là ngoại hình, hay thủ đoạn, trí tuệ, hoặc thực lực, đều đỉnh cấp nhất, nếu quân đế thật sự yêu cô ta, cũng có thể hiểu được. Nói tới đây, trong mắt y xẹt qua một tia phức tạp, đám người quân ngự kia đang tính kế gia tộc, còn vị tộc trưởng Tĩnh Chiêu này lại mưu cầu đế, không cùng một cấp bậc. Đạo Trí từ từ đứng dậy, ông ta nhẹ nhàng vỗ vào thiếu niên trước mặt, trong mắt đầy vui vẻ yên tâm, cháu ưu tú hơn cha cháu rồi. Đạo Trần khẽ cười, cháu là cháu ruột của ông nội mà. Ha ha! Đạo Trí cười lớn, sau đó nói, cháu phân tích rất đúng, nhưng cháu không chú ý một chuyện. Đạo Trần vội kính cẩn nói, xin ông nội chỉ dạy. Đạo Trí nói, vị tộc trưởng Tĩnh Chiêu đó muốn khiến người khác yêu cô ta, cuối cùng cũng vì để dùng cho tộc đệ nhất, vậy liệu có khả năng vị quân đế kia đã rõ tâm tư người khác như lòng bàn tay hay không? Đạo Trần cau mày. Đạo Trí trầm giọng nói, người này thành đế lúc còn trẻ, tuyệt đối không phải người thường, nếu vị tộc trưởng Tĩnh Chiêu kia thật sự coi thường hẳn như vậy, muốn đùa giỡn hẳn trong lòng bàn tay, vậy mới là ngu xuẩn thật sự. Cháu phải biết, tình của thế gian, là thứ có tính thay đổi dễ nhất, có thể thay đổi tính cách người khác, cũng có thể thay đổi tính cách của mình. Nói tới đây, ông ta đột nhiên từ từ bước tới cửa đại điện, ngẩng đầu nhìn chân trời, nhẹ giọng nói, thật ra, cho dù cô ta yêu quân đế, hay là quân đế yêu cô ta, chỉ cần giữa hai bọn họ xảy ra xích mích tình cảm, thì cô ta đã thắng một nửa, nếu tiến thêm một bước, giữa hai bọn họ xảy ra quan hệ. Vậy chẳng khác nào cô ta và tộc đệ nhất sẽ mãi mãi ở thế bất khả chiến bại. Khó trách cô ta bằng lòng lấy món binh đế kia ra đổi lấy Diệp Quân, chúng ta đều cho rằng mình chiếm hời lớn, lại không biết, đã bị cô ta tính kế, như cháu nói, chúng ta đều đang mưu toan lợi ích, còn cô ta thì đi mưu cầu đế, mưu kế sâu xa của người phụ nữ này thật sự quá đáng sợ, thế thì không biết quân đế có phải là đối thủ của cô ta không? Bày mưu với đại đế. Một binh đế thì là cái thá gì so với một vị đại đế chứ? Đừng nói đến binh đế, do dù trả giá bằng cả tộc đệ nhất, điều đó vô cùng đáng giá, bởi vì chỉ cần đệ nhất Tĩnh Chiêu không chết, hơn nữa quan hệ với Diệp Quân lại tiến sâu thêm một bước, bởi vậy bất cứ lúc nào cô ta cũng có thể đào tạo ra một gia tộc đáng sợ. Đạo Trần thấp giọng nói, ông nội, vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Nên vào cuộc, hay chỉ đứng ngoài quan sát? Đạo Trí khẽ lắc đầu, tham gia cùng đám người quân ngự là vào chỗ chết. Tham gia cùng với quân đế, chúng ta đã bỏ lỡ thời điểm quan trọng, bây giờ nhập hội cùng cũng không còn ý nghĩa gì nữa, ôi! Nói đến đây, ánh mắt ông ta lóe lên một tia phức tạp, ta già thật rồi, lạc hậu, không dùng được nữa rồi. Đạo Trần đột nhiên nói, ông nội, thật ra chúng ta vẫn có thể vào cuộc. Đạo Trí quay đầu nhìn Đạo Trần thấp giọng nói, ông nội, kiếp nạn phải đến thì sẽ đến, loạn thế e sẽ xảy ra, không có bất cứ ai có khả năng giữ được mình, nếu chúng ta không vào cuộc, cho dù ai trong bọn họ là người chiến thắng. Cuối cùng, chúng ta đều chỉ mang thân phận thần phục, mà khi đó thần phục thì còn ý nghĩa gì nữa đâu. Bây giờ chúng ta đầu tư vào cuộc chiến này, chính là đang giúp người gặp nạn, chiếm quyền chủ động. Đạo Trí cười nói, vậy theo cháu, chúng ta nên làm như thế nào? Bây giờ đi đầu hàng tộc đệ nhất kia ư? Đạo Trần lách đầu, không, cô gái này quá nhiều mưu tính, làm việc tàn nhãn, chắc chắn không phải là người lương thiện. Nếu chúng ta tham gia thì nên tham gia cùng quân đế kia, lúc ấy khi người này thành đế, lại vì hàng vạn sinh linh và bạn của hắn, mà bằng lòng phế bỏ tu vi đại đế của mình, đủ thấy nhân phẩm của hắn. Chúng ta đi theo hắn,
mới có kết quả tốt. Đạo Chí nhìn Đạo Trần một lúc lâu, sau đó ông ta mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Đạo Trần một cái, cháu làm đi, ông nội ủng hộ cháu. Đạo Trần khẽ cười đáp, vâng ạ. Đạo Chí hơi hiếu kỳ hỏi, vậy bước đầu tiên cháu nghĩ nên đi như thế nào? Đạo Trần nói, bước đầu tiên chính là ổn định nhà họ Quân trước. Ha ha, Đạo Chí cười một tiếng to, ông ta hoàn toàn yên tâm. Sau khi Quân Ngự rời khỏi Đạo Tông, ông ta đi thẳng tới Thần Tông. Trong điện, Tông chủ Thần Tông là một lão già, tên là Thần Ung, là một cường giả đế cảnh nổi tiếng từ xưa, thành danh đã lâu, vai vế cực cao. Thần Ung ngồi trên ghế, mặc dù râu tóc đều đã bạc trắng, nhưng nhìn vào lại cảm thấy rất có sinh lực. Quân Ngự cười nói, Ung Tông chủ, lần trước từ biệt đã là mấy trăm năm trước, bây giờ gặp lại, phong thái của ông vẫn ngời ngời như xưa. Thần Ung nhìn Quân Ngự, lão phu rất bận, người có rằm thì mau thả. Quân Ngự nghe vậy cũng không tức giận, người trước mặt này đồng trang lứa với ông nội của Quân Ngự, hơn nữa Thần Tông và nhà họ Quân đã từng liên hôn, vì vậy, cho dù ông ta có là trưởng bối của Quân Ngự vẫn nghiêm mặt, nói, Ưng Tông chủ, bây giờ linh hồn của hai vị tổ tiên của tộc đệ nhất sắp bước vào thời kỳ suy yếu, đây là cơ hội ngàn năm có muội. Dừng dừng, Thần Ung không kiên nhẫn nổi nữa, ông ta phất tay ngắt lời Quân Ngự, Quân Ngự, người muốn đánh tộc đệ nhất phải không? Quân Ngự gật đầu, ừ, Thần Ung lách đầu, phất tay, đi đi. Quân Ngự sửng sốt, đang đuổi người à? Ông ta do dự. Một lát rồi nói, Ung Tông chủ, bây giờ Đế Kiếm Tông và nhà họ Tân còn có cả Đạo Tông đều đã chọn ra tay rồi, ông. Đấy là chuyện của các ngươi. Thần Ung lạnh lùng nói. Sắc mặt Quân Ngự hơi khó coi. Thần Ung nói tiếp, Quân Ngự, ta nể mặt tổ tiên nhà ngươi, thật lòng khuyên ngươi một câu. Đi điều tra thử xem vị tộc trưởng đệ nhất Tịnh Chiêu của tộc đệ nhất nắm giữ được tộc đệ nhất bằng cách nào, người này làm việc tàn nhẫn, nhiều mưu kế thâm hiểm, không như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Quân Ngự dửng dưng nói, chẳng phải chỉ là giết cha đoạt vị thôi sao? Cái gọi là mưu trí mưu tính, đứng trước mặt. Thực lực tuyệt đối cũng chỉ là mây gió mà thôi. Dứt lời, ông ta đứng dậy phất tay áo rời đi. Thần Ung nhìn Quân Ngự, khế lắc đầu, dã tâm quá lớn. Nhưng thực lực quá nhỏ, đau buồn thay. Sau lưng Thần Ung, một ông lão áo đen từ từ bước ra, Tông chủ, Diệp. Quân đế đã đến di tích Toại Minh rồi, tộc trưởng Tĩnh Chiêu cũng ở đó. Nghe vậy, đôi lông mày của Thần Ung nhíu lại thật sâu. Ông lão áo đen do dự một lát, rồi nói tiếp, Tông chủ, hư hồn của hai vị tổ tiên của tộc đệ nhất sắp bước vào thời kỳ suy yếu, lúc này quả thực là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt tộc. Đệ nhất. Thần Ung khẽ lắc đầu, tộc đệ nhất sinh ra hai vị đế, đâu hề đơn giản như vậy. Hơn nữa, lúc mới đầu mọi người đều cho rằng vị tộc trưởng Tĩnh Chiêu này của tộc đệ nhất sẽ nuốt chửng huyết mạch của Quân đế và khí vận đại đế của hắn, nhưng không ai ngờ, hai người bọn họ lại cùng chung một ruột. Bây giờ người trẻ tuổi đều buông thả như vậy à? Nói làm là làm. Ông lão áo đen thấp giọng nói, quả thật Quân đế đã mất hết tu vi. Thần Ung thờ ơ nói, tu vi đã mất còn dám đến di tích Toại Minh, ngươi nói xem là hắn ngu, hay là ngươi ngu. Ông lão áo đen cạn lời. Thần Ung từ từ khép hai mắt lại, bây giờ đến bước đường này, kiếp sắp đến, các tộc mưu tính, thần tông ta phải cẩn thận với mọi chuyện, nếu không, đi sai một nước cờ, vạn kiếp bất phục. Thật ra, giờ đây ông ta cảm thấy hơi hối hận, vì sao lúc đầu lại đáp lại lời gọi tổ tông của tộc đệ nhất. Liên thủ với bọn họ trấn áp vị Quân đế kia chứ. Ông ta không muốn quỳ xuống trước người khác, cũng không muốn có thể một vị đại đế ra trấn áp vạn tộc, nhưng ông ta phát hiện, bây giờ thần tông của ông ta lại càng thêm bị động hơn. Giết! Nếu thần tông chọn giết Diệp Quân, chắn chắn những tộc khác sẽ vỗ tay hoan hô, nhưng vấn đề chính là thần tông có dám làm vậy không? Ông ta không dám. Bây giờ đi cầu hòa. Vừa phong ấn người ta xong, giờ lại đi cầu hòa. Chuyện quái quỷ gì đây? Thể diện đâu ra? Thần Ung chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng, Tịnh Chiêu đột nhiên sử dụng thủ đoạn như vậy, đúng là nham hiểm. Lại còn chơi chiêu mỹ nhân kế, thần tông ta không có người đẹp à? Đi đi, gọi con bé Thần Tuyết lại đây, bảo nó, ông nội nó muốn giới thiệu cho nó một người đàn ông thú vị. Ông lão áo đen. Sau khi Quân Ngự rời khỏi thần tông, ông ta lạnh lùng quay lại nhìn thần tông, mỉa mai, thật sự càng ngày càng lùi. Nói rồi, ông ta quay người, đi thẳng đến Đế Tông. Đế Tông là nơi rất hẻo lánh, cũng rất thần bí. Người trong tộc vốn không hay đi lại bên ngoài,
vô cùng khiêm tốn, nhưng không ai dám khinh thường bọn họ, dù sao họ cũng từng sinh ra đại đế. Quân Ngự vừa mới bước vào đế vực, đã thấy một ông lão xuất hiện trước mặt, nói, Ngự tộc trưởng. Quân Ngự cười nói, ta tới gặp quý tông chủ của ngươi, phiền ngươi vào báo với ông ấy một tiếng. Ông lão nói, tới không đúng lúc rồi, tộc trưởng vừa mới rời khỏi đế tông. Quân Ngự cau mày, vừa mới đi ư. Ông lão gật đầu, đúng vậy. Quân Ngự nhìn ông lão chằm chằm, sắc mặt ông lão tự. Nhiên, Quân Ngự lại nhìn theo hướng đế tông, sau đó cười ố hật khéo quá. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Sau khi thấy Quân Ngự đi khỏi, ông lão xoay người biến mất rồi lại xuất hiện trong vườn hoa ở ngọn núi phía sau đế tông, trong vườn hoa có một lão giả đang tưới hoa. Người này chính là tông chủ đế tông Trần Việt. Ông lão đi lại cạnh Trần Việt, cung kính nói, tông chủ, ông ta đi rồi. Trần Việt gật đầu, ta biết rồi. Vừa nói, ông ta vừa đưa bình nước cho ông lão vội vàng cầm lấy bình nước rồi nói, tông chủ, sao không gặp ông ta? Trần Việt bình tĩnh nói, ngao sò tranh nhau ngư ông đắc lợi, thế chẳng tốt hay sao? Ông lão vội vàng tâng bốc, tông chủ huyên bác, thuộc hạ bội phục. Đột nhiên Trần Việt cất lời, người nói xem, quân đế đó có tu vi thật hay là không có tu vi? Ông lão trầm giọng trả lời, bảy hư hồn đại đế hợp lực phong ấn, hẳn. Trần Việt nói nhỏ, nhưng hắn lại dám đi đến di tích toại minh, một là hắn vẫn còn tu vi, hoặc hai là hắn vẫn còn cái gì đó khác để dự phòng. Nhưng cũng không quan trọng, chúng ta sẽ tìm ra sớm thôi. Sau khi Quân Ngự rời khỏi đế tông thì đến nhà họ Nguyên, tộc trưởng nhà họ Nguyên tên là Nguyên Trấn cũng là một cường giả đế cảnh. Trong điện, Quân Ngự vừa muốn nói chuyện, Nguyên Trấn đã cười nói, tộc trưởng Quân Ngự, nhà họ Nguyên không nhúng tay vào chuyện này. Quân Ngự nhìn chằm chằm Nguyên Trấn, sao cơ, nhà họ Nguyên sợ à? Nguyên Trấn lắc đầu, không phải, chủ yếu là không muốn dính vào mấy chuyện bên ngoài. Quân Ngự cười nói, tộc trưởng Nguyên Trấn, theo ta biết, hư hồn đại đế của nhà họ Nguyên các người sắp vào thời kỳ suy yếu rồi có đúng không? Hơn nữa, đế mạch của các ngươi cũng đã gần cạn kiệt rồi nhỉ? Nguyên Trấn nheo mắt lại, Quân Ngự nói tiếp, tộc trưởng Nguyên Trấn, ta không có ý định nào khác, ta chỉ muốn nhắc tộc trưởng Nguyên Trấn, đừng hành động lần này, các ngươi định để đế mạch bị con cháu nhà họ Nguyên các ngươi phung phí bao lâu nữa đây? Tộc trưởng Nguyên Trấn, ngươi hãy cân nhắc thật kỹ. Nói rồi, ông ta đứng dậy rời đi. Sau khi Quân Ngự rời đi, Nguyên Trấn từ từ nhắm mắt lại. Thật ra, tình cảnh hiện tại của nhà họ Nguyên cũng không tốt eo em. Giống như Quân Ngự nói, đế mạch nhà họ Nguyên đã gần cạn kiệt, giờ chỉ còn lại chưa tới 9 phần. Cứ tiếp tục thế này, sau này Nguyên tộc sẽ chỉ ngày càng suy yếu hơn. Thứ đáng sợ nhất đó chính là hư hồn đại đế nhà họ Nguyên sắp vào thời kỳ suy yếu. Đúng là họa vô đơn chí. Ông ta cũng rất muốn thử. Nhưng lý trí lại nói với ông ta rằng, quân đế đó không hề đơn giản, đối phương không có tu vi mà cũng dám đi vào di tích minh toại. Chẳng lẽ, đối phương đang giả vờ yếu thế sao? Tại sao lại cố tình tỏ ra yếu thế? Nhử môi hả? Nguyên Trấn thở dài một hơi, ông ta không dám đặt cược, không dám đặt cược vào dám người Quân Ngự đó, cũng không dám đặt cược vào Diệp Quân. Bởi vì một khi thua cược, Nguyên tộc sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Tốt nhất là cứ bình an vô sự, không cần giàu sang phú quý, nhưng vẫn được bình an. Từng ngày trôi qua, tại nhà họ Mục, trong đại điện, nhìn vẻ bề ngoài, gia chủ nhà họ Mục khoảng 30 tuổi, mặc một bộ trường bào sạch sẽ, có một chòm râu dê, tay trái gã cầm một cuốn sách cổ, cả người. Toát ra khí tức nho nhã. Quân Ngự đi thẳng vào vấn đề, cười nói, tộc trưởng Mục biết tại sao ta đến đây không? Mục Chân suy nghĩ một lúc rồi nói, tộc trưởng Quân Ngự, nhà họ Mục bọn ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Quân Ngự cau mày, tại sao? Mục Chân cười nói, nhà họ Mục bọn ta thích yên phận một chỗ. Quân Ngự nhìn chăm chăm Mục Chân, Đế Kiếm Tông, Tân Tộc và Đạo Tông đều đã bày tỏ sẵn lòng hợp lực. Mục Chân bật cười, đó là chuyện của các ngươi. Quân Ngự im lặng một lúc rồi cười nói, nếu thế, ta xin cáo từ. Mục Chân bình tĩnh nói, không tiễn. Quân Ngự phất tay áo rời đi. Sau khi Quân Ngự rời khỏi, một cô gái đột nhiên đi từ bên cạnh ra, nếu Diệp Quân đang ở đây, chắc chắn hẳn sẽ sợ hãi, vì đây chính là cô gái đã giới thiệu cuốn sách ấy cho hẳn lúc ở cửa hàng nhà họ Mục ngày hôm đó. Thân phận thật sự của cô ấy chính là đại tiểu thư nhà họ Mục, Mục Khoản. Tuy nhiên, thiên phú của cô ấy về tu luyện không cao cho lắm,
thuộc nhóm vạch ra kế hoạch cho nhà họ Mục. Mục Chăn nói, hẳn rất có hứng thú với di tích Toại Minh sao? Mục Khoản gật đầu, vâng ạ. Mục Chăn nói, theo con, tình hình hiện tại thế nào? Mục Khoản hơi do dự một lúc, nói, lúc đầu tộc đệ nhất đề nghị mọi người cùng trấn áp quân đế, không để đại đế đó đến thế gian, cuối cùng bản thân lại lâm vào kết cục đó. Lúc ấy chúng ta không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng cô ta nói đúng, thế gian này không phù hợp để tạo ra một đại đế, ngoại trừ đại đế xuất thân từ nhà họ Mục ra. Sau này tộc đệ nhất còn không ngại hy sinh cả một binh đế chỉ vì muốn có Diệp Quân, lúc đó con đã thấy có gì đó sai sai nhưng không nghĩ sâu vào, chỉ cảm thấy tộc đệ nhất đó đang có âm mưu với huyết mạch đại đế và khí vận đại đế. Vừa nói, cô ta vừa thở dài, không ngờ rằng kế hoạch của tộc trưởng Tĩnh Chiêu không phải là huyết mạch đại đế hay khí vận đại đế, mà lại là quân đế này. Mục Chăn gật đầu, thở dài, đột nhiên cô ta giở thủ đoạn thế này, đúng là đã vượt qua dự tính của mọi người. Mục Khoản nói, nếu quân đế này thật sự có quan hệ với cô ta, giả sử quân đế này còn có một người kế nhiệm cực kỳ mạnh. Vừa nói, cô ta vừa nhíu chặt mày lại, đột nhiên cô ta thấy mọi người đều trở nên bị động. Mục Chăn đột nhiên lên tiếng, quân đế đó có còn át chủ bài khác thật sao? Chắc chắn có. Mục Khoản gắn giọng nói, nếu không có còn át chủ bài khác, hắn sẽ không thể đi vào di tích Toại Minh. Vừa nói, mắt cô ta vừa lóe lên một tia sáng lạnh, ngay. Đó các tộc nên hợp lực lại cùng trấn áp giết chết hẳn, tránh hậu quả về sau, nếu có nhân quả thì các tộc sẽ cùng nhau gánh vác. Mục Chăn lách đầu, lúc này đã muộn rồi. Mục Khoản gật đầu, muộn rồi, hiện tại nhà họ Mục. Chúng ta chỉ có hai lựa chọn, cách thứ nhất là cứ khoanh tay đứng nhìn, cứ để họ đánh đấu, tạm thời giữ được sự bình an, nhưng một khi họ đánh đấu xong, nhà họ Mục chúng ta sẽ rơi vào thế bị động, hơn thế cũng chẳng có lợi ích gì. Cách thứ hai là vào cuộc ngay, lựa chọn phe cánh nhà họ Quân, hoặc là chọn phe cánh bên tộc đệ nhất. Mục Chăn nhìn Mục Khoản, con muốn nghiêng về phe. Ai? Mục Khoản không hề do dự, tất nhiên là phe quân đế rồi, nhưng giờ chúng ta vào cuộc thì đã không còn cách nào chiếm được cơ hội ưu tiên như đệ nhất Tĩnh Chiêu. Cô ta thật sự đáng gờm, vì để đạt được mục đích, không ngại hy sinh bản thân mình, vậy mà lại có thể hồi sinh tộc đệ nhất đang trong bước đường cùng. Mục Chăn từ từ ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài đại điện, mắt hiện lên vẻ phức tạp, cô gái này cực kỳ quyết đoán, mấy lão già chúng ta kém xa cô ta. Mục Khoản im lặng, quả thực, cho dù lúc đầu nhà họ Mục cũng biết được kế hoạch này, nhưng nếu trao cơ hội này cho nhà họ Mục dám chơi sao? Chắc chắn là không dám. Mục Khoản nói, cha, chúng ta vẫn còn một lựa chọn. Mục Chăn nhìn Mục Khoản gắn giọng, nó chúng ta bỏ qua tộc đệ nhất chọn quân đế, nhưng với điều kiện tiên quyết là quân đế phải chiếm ưu thế hơn tộc đệ nhất, nếu hẳn thực sự yêu thích đệ nhất Tĩnh Chiêu, nếu bị cô ta dẫn dắt thì lựa chọn ban đầu dựa vào hắn của chúng ta cũng chẳng khác gì lựa chọn dựa vào tộc đệ nhất cả. Mục Chăn im lặng một lúc, sau đó cười nói, con nói xem Diệp Quân này có thăng được tộc trưởng Tĩnh Chiêu không? Mục Khoản gắn giọng nói, từ xưa đến nay anh hùng không qua ải mỹ nhân, nếu hắn nảy sinh tình cảm thật thì. Đột nhiên Mục Chăn nói, nếu như tộc trưởng Tĩnh Chiêu nảy sinh tình cảm thì sao? Mục Khoản ngẩn người, sau có cười xòa nói, thế thì xôi hỏng bỏng không rồi, không chỉ gả cho người ta mà toàn bộ tộc đệ nhất cũng trở thành của hồi môn tặng cho người ta. Nhưng lúc đầu cô gái này đã giết cha để đoạt vị, tính tình và mưu tính không phải hạng xoàng, nếu như cô ta dám dính thân vào cục diện này, chắc chắn là đã suy nghĩ thấu đáo tất cả, bởi thế, chắc chắn cô ta sẽ không nảy sinh tình cảm thật sự đâu. Trời tờ mờ sáng, Diệp Quân và đệ nhất Tĩnh Chiêu bước ra khỏi thành, tiến về nơi sâu nhất của di tích Toại Minh. Sau khi ra khỏi thành, lập tức nhìn thấy những đỉnh núi nhô lên từ mặt đất, vô cùng hùng vĩ. Hai người chậm rãi bước trên đường mòn, Diệp Quân nhìn về dãy núi phía xa, di tích Toại Minh nằm sâu trong dãy núi kia à? Đệ nhất Tĩnh Chiêu lắc đầu. Sau dãy núi kia, là núi Thiên Ngọc mới là lối vào thực sự của di tích Toại Minh. Diệp Quân gật đầu, chúng ta có thể bay qua không? Đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên vung tay, ngay lập tức, cô ta và Diệp Quân đã biến mất, khi xuất hiện đã là trên đỉnh núi. Diệp Quân nhìn về phương xa, lập tức kinh ngạc, chỉ thấy ngọn núi đứng sừng sững cách đó không xa, toàn bộ ngọn núi bị bao phủ bởi viên ngọc tím tuyệt đẹp, ngọc và ánh sáng ban mai phản chiếu lẫn nhau. Vô cùng nguy nga lộng lẫy. Diệp Quân khiếp sợ, đây là núi Thiên Ngọc sao? Đệ nhất Tĩnh Chiêu gật đầu.
Diệp Quân cười nói, chúng ta đi xem đi. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu gật đầu, một lúc sau, hai người đã đến chân núi Thiên Ngọc, nhìn ngọn núi kỳ lạ trước mặt, Diệp Quân không khỏi cảm thán, thế giới rộng lớn, đây những điều kỳ diệu. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn núi Thiên Ngọc trước mặt, không nói gì. Hai người đi về phía ngọn núi, trong lúc đó, Diệp Quân đột nhiên nghiêng người nhặt một mảnh Thiên Ngọc, nhưng bị Đệ Nhất Tĩnh Chiêu ngăn cản. Diệp Quân nhìn Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nói, nơi này có pháp tắc đại đế. Diệp Quân gật đầu, ta cảm nhận được, sao vậy? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nói, pháp tắc đại đế ở đây do vị kia nhà họ Mục đặt ra, để bảo vệ ngọn núi Thiên Ngọc này, nếu không ngọn núi này đã bị người ta lấy sạch từ lâu rồi. Diệp Quân cười nói, thì ra là vậy. Vừa nói, hắn vừa nhặt mảnh Thiên Ngọc lên, pháp tắc đại đế ở đây cũng không nhằm vào hắn. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn Diệp Quân, không biết đang nghĩ gì. Diệp Quân quan sát Thiên Ngọc trong tay. Ngọc có màu tím đậm, kết cấu cứng rắn, còn ẩn chứa một ít linh khí đặc thù, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết là vật phi phàm. Nếu không phải có pháp tắc đại đế, thì ngọn núi này đã sớm bị người khác dọn sạch. Diệp Quân cất mảnh Thiên Ngọc vào trong nhãn không gian, hai người tiếp tục đi về phía trước, một lúc sau, khi đến đỉnh núi, trước mặt hai người có một vòng xoáy màu tím cách trăm trượng. Diệp Quân nhìn thoáng qua vòng xoáy màu tím, nói, đây là lối vào di tích Toại Minh Ư. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu gật đầu. Diệp Quân nhìn về phía xa, hắn nhảy thẳng vào không chút do dự. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên quay đầu nhìn phía chân trời, sau đó cũng đi theo Diệp Quân. Một lúc sau, Diệp Quân và Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đi đến một di tích bỏ hoang, cách họ không xa có những cột đá bằng đồng cao tới tận trời. Những cột đá bằng đồng này cao không thấy đỉnh, có khoảng mấy chục ngàn cây, trên mỗi cột đá là một hình vẽ khác nhau, có phù văn, có chữ viết cổ xưa, có yêu thú mặt mũi dữ tợn, hay một ít sinh linh kỳ lạ, còn có cả mặt trời và mặt trăng, nhìn những cột đá bằng đồng cao ngất này, Diệp Quân hơi chấn động, di tích Toại Minh này quả là không đơn giản. Như cảm nhận được điều gì đó, hắn đột nhiên quay đầu nhìn Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu trầm giọng nói, nơi đây có một quy luật thần bí, bất kỳ ai tiến vào, tu vi đều bị áp chế. Vừa nói, cô ta vừa nhìn Diệp Quân, là pháp tắc đại đế sao? Diệp Quân cảm nhận xung quanh, lắc đầu, không phải pháp tắc đại đế, là một sức mạnh thần bí khác. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu cau mày. Diệp Quân đi đến một trong những cột đá đồng, trên cột đá đồng này có vẽ một ít ký tự cổ xưa, hẳn không hiểu gì cả. Một lát sau, hẳn thu hồi tầm mắt, nhìn về phương xa, chúng ta đi đến phía trước. Hai người đi về phía vực sâu, đi qua cột đá đồng, nhìn thấy một tòa tế đàn cực lớn, tế đàn cao mấy chục trượng. Bốn phía là bốn con yêu thú, có hình dáng quái dị, đều ngẩng đầu, hai chân trước giơ lên, như thể tôn thờ thứ gì đó. Diệp Quân và Đệ Nhất Tĩnh Chiêu chậm rãi đi đến trước tòa tế đàn, chính giữa tế đàn có một bức tượng đồng, cao mấy thước, hai tay ôm một quả cầu lửa, dưới chân có một pháp trận nhỏ với những phù văn đỏ như máu cực kỳ thần bí. Diệp Quân đang muốn đi về phía quả cầu lửa, nhưng bị Đệ Nhất Tĩnh Chiêu ngăn cản. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu khẽ lách đầu. Nhìn quả cầu lửa kia, đã từng có một vị cường giả đến đây cướp quả cầu lửa này, nhưng cuối cùng bị ngọn lửa này thiêu thành tro. Chính xác là đốt thành tro bụi. Diệp Quân kinh ngạc, hẳn quay đầu nhìn quả cầu lửa vô cùng bình thường, không có bất kỳ khí tức nào cả. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn pháp trận đỏ như máu dưới chân người đàn ông bằng đồng, vẻ mặt nghiêm túc, trận pháp này đã căn nuốt vô số sinh linh. Diệp Quân hỏi, hiến tế. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu gật đầu. Diệp Quân cau mày. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn về phía xa, cuối tầm mắt là một mảnh mông lung, bên kia có một con sông, gọi là sông Toại Minh, đối diện dòng sông đó chính là vùng cấm Toại Minh, ngoại trừ đại đế ra, đến nay vẫn chưa ai dám đi qua con sông đó. Diệp Quân cười nói xem thử không. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn Diệp Quân, ngươi chắc không? Diệp Quân cười, chắc cô cũng muốn đi xem, đúng không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu gật đầu, vậy đi xem thử đi. Hai người rời khỏi tế đàn, đi thẳng về phía trước, đi không bao lâu, Diệp Quân nhìn thấy con sông mà Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhắc đến, mặt sông không rộng, ước chừng trăm trượng, nhưng rất dài, không thấy điểm cuối, nước sông trong vắt, nhưng không nhìn thấy gì bên dưới. Mà phía trên bên trái cách vài mét, có một cây cầu vòm, dẫn thẳng sang phía đối diện. Diệp Quân nhìn sang bờ đối diện, bên kia sông có sương mù bao phủ, hắn không nhìn thấy gì. Diệp Quân đột nhiên nói, dưới sông có bảo bối không?
Đệ nhất tính chiêu nói, kể từ khi di tích xuất hiện, không biết đã có bao nhiêu người đến đây, chỉ cần là đồ có thể mang đi thì ngay cả sợi lông cũng đã bị lấy đi rồi. Diệp Quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 140.